Nghe những lời của Lục Trần, cả ba người đều trầm tư, bọn họ cũng đã từng đọc sách cổ về thời thượng cổ, đối với sinh mệnh siêu phàm là một loại định nghĩa sinh mệnh khác, không phải là cảnh giới, siêu phàm của ngày nay đã dần dần được định nghĩa là siêu phàm cảnh. Sau đó, Lục Trần dốc toàn lực vận chuyển luyện công, khí huyết trong cơ thể nổ vang, còn lao nhanh như lũ quét, cơ thể phun ra xương trắng, năng lượng dao động, nổi lên cuồng cuộn như một cơn bão khủng khiếp. Rầm rầm rầm, dưới chân Lục Trần, mặt đất sụp đổ, nứt toác vết nứt dày đặc. Là một phương cảnh, Lục Chính Hằng không cảm nhận được khí thức của Lục Trần, nhưng mà hai người tả khư thiền và mạc hành không đã sử dụng linh lực để chống lại. Lục Trần chỉ phóng khí tức ra trong một giây, sau đó kiềm chế lại. Tả khư thiền lộ vẻ xúc động, khí thức của điện hạ, sao lại ta khiến cảm thấy tương đương với nguyên thần cảnh. Mạc hành không gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy. Ba người bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tẩy tủy cảnh có thể bộc phát ra loại khí thế cấp độ này bao giờ, đã có thể so sánh với nguyên thần cảnh rồi, đúng là quái vật, cho dù là Lục Trần bây giờ thì cũng có thể đánh một trận với siêu phàm cảnh. Lục Trần cười nói, sinh mệnh siêu phàm là định nghĩa sinh mệnh tiến hóa, không chỉ giới hạn ở cảnh giới, ngay từ lần thứ hai tự chém đạo cơ siêu phàm, ta cũng đã có thể đánh chết võ giả siêu phàm cảnh. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, cả ba người đều sững sờ. Một lúc sau, Lục Chính Hằng hỏi, năm năm qua, người đã trải qua những gì? Lục Trần nói, ta vào một môn phái để tu luyện, Lục Chính Đình tiếp tục hỏi, môn phái nào, mạnh như thế nào? Rất mạnh, Lục Trần sờ sờ cầm nói, bất kỳ hộ vệ bình thường nào cũng đều có thể treo ngươi lên đánh. chương 27, sóng gió lại nổi lên, một. Lục Chính Hành mặt đỏ bừng, làm gì có ai lại độc địa với lão già của mình như vậy, hắn không muốn nói chuyện với tên nghịch tử này nữa. Tả Khư Thiền và Mạc Hành không cố gắng nhịn cười, năm đó quân vương đã mắng điện hạ tàn nhẫn đến thế nào thì bây giờ điện hạ độc địa với quân vương như thế đấy. Khổ khổ. Mạc hành không vội ho một cái rồi chuyển chủ đề, hôm nay quân vương đã khôi phục được vài phần tu vi. Lục chính hành thở dài, một nửa đó, ước tính trong 4 năm ngày thì sẽ khôi phục đến thời Hoàng Kim. Tả Khư Thiền nói, phương thường lâm tạo phản, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ phải giải quyết, nhưng nghe nói rằng Phượng Đằng đã gia nhập Hạ Thiên Môn, khá được coi trọng. Lục chính hành xua tay, nói, không còn cách nào khác, đợi đến khi tu vi của ta khôi phục, Hạ Thiên không phải là đối thủ của ta. Lại bắt đầu giả ra vẻ, đúng là sẹo lành thì quên đau mà không nhớ chính mình trúng độc còn suýt chết lục trần ở bên cạnh dội một chậu nước lạnh lục chính hành ngay lập tức cảm thấy khó chịu tức giận đứng dậy và bỏ đi ở thế giới bên ngoài đã năm sáu ngày trôi qua ngoại trừ sự náo động do sát trận trong vương cung treo của bốn cường giả nguyên thần cảnh mọi người còn đoán xem đại tướng quân sẽ có động tác gì suy cho cùng thì bốn trợ thủ được mời đến đều đã chết hết tuy nhiên ngoài dự đoán chính là phương phủ vô cùng bình tĩnh không có ai ra ngoài vào ngày thứ bảy hàng trăm ngàn người trong vương thành đột nhiên cảm thấy khó chịu có cảm giác như thể bầu trời đang sập xuống đè lên người bọn họ tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên chỉ nhìn thấy hai bóng người xuất hiện trên bầu trời một già một trẻ bọn họ đang đi trong hư không khí thức mà bọn họ phóng ra uy áp thiên địa khí thức này thật sự quá kinh khủng khiến cho cơ thể của bọn họ sinh ra cảm giác khó chịu ý chỉ của vương giả vô số người ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người trên bầu trời khí tức phát ra từ đối phương mang theo vương uy cao cao tại thượng, loại uy áp này cực kỳ thuần túy, không ngoài dự đoán, đây là tồn tại ở cấp bậc vương cảnh. Người thanh niên bên cạnh lão giả trông vô cùng trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, phong thần như ngọc, cực kỳ siêu nhiên. Phương Đằng, có người nhận ra Phương Đằng là con trai của đại tướng quân, cộng thêm cái danh xưng đệ nhất thiên tài của lục quốc trên người, về cơ bản thì đều biết Phương Đằng. Hóa ra là Phương Đằng đã quay trở lại, vậy lão giả bên cạnh chính là hạ thiên trưởng lão của huyền lôi phái. Hạ Thiên thực sự đến Vương Thành cùng với Phương Đăng, có vẻ như Phương Đăng rất được Hạ Thiên coi trọng. Trên mặt đất, vô số người nhận ra người đến, xì xào bàn tán. Vương Cảnh cao cao tại thượng, quan sát thế gian, Vương Cảnh thu nhận đồ đệ cũng có sự phân chia, người có tư chất bình thường sau khi truyền công thì để mặc cho tự tu luyện, hoặc nếu có hứng thì chỉ dạy một chút, thuộc về hình thức nuôi thả. Những đệ tử có tư chất xuất chúng thì sẽ tập trung bồi dưỡng. Rất rõ ràng, Phương Đăng thuộc về loại thứ hai. Phương phủ trong những ngày qua phương thường lâm đã sống một ngày như một năm tình hình rất nghiêm trọng tứ đại nguyên thần cảnh đều chết hết lục chính hành thì không rõ sống chết trong lòng hắn vô cùng lưỡng lự cho nên mới viết một bức thư gửi cho phương đằng ở huyền lui phái hy vọng rằng phương đằng có thể nhanh chóng trở lại tốt nhất là có thể mang theo sư phụ hạ thiên phương thường lâm đang bế quan thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức rộng lớn không gì sánh được ngoài ra còn có một khí tức rất quen thuộc là phương đằng Phương Thường Lâm ngay lập tức rời khỏi mật thất, đi đến khu vực trống bên ngoài, vừa đúng nhìn thấy hai người đang đi xuống sân. Đây là một già một trẻ, lão giả mặc trường bào màu xám, tóc bạc sắc mặt hồng hào, vẻ mặt rất tốt, khí tức thanh tao, cực kỳ có khí chất tiên phong đạo cốt. Phụ thân, lão già còn chưa lên tiếng thì người thanh niên bên cạnh đã nhìn về phía Phương Thường Lâm nói. Bái kiến hạ thiên trưởng lão, sự xuất hiện diện của ngươi đã làm vẻ vang cho bỉ phủ. Phương Thường Lâm ôm quyền khách khí nói, ha ha, ta đã nghe Phương Đằng kể về việc này, đặc biệt đến đây vì mong muốn của ngươi. Hạ Thiên mỉm cười nói, nhìn thoáng qua Phương Đằng, tiếp tục nói, chỉ khi giải quyết vấn đề của ngươi thì Phương Đằng mới có thể buông bỏ những tạp niệm, tập trung vào việc tu luyện. Làm phiền Hạ Thiên trưởng lão phải tốn công rồi. Phương Thường Lâm nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Hạ Thiên, với tư cách là một vương cảnh, có thể đích thân đi hàng nghìn dặm để đến vương thành của lục quốc một chuyến, đây cũng xem như là cho con mình mặt mũi, nói rõ việc Hạ Thiên rất coi trọng con trai, trong lòng Phương Thường Lâm tất nhiên là rất vui mừng. Đằng nhi, người cũng đang ở siêu phàm cảnh đỉnh phong rồi. Sau đó, Phương Thường Lâm nhìn về phía Phương Đằng, phát hiện ra khí thức của của Phương Đằng mạnh hơn trước khi hắn rời đi rất nhiều, lộ ra vẻ cảm động. Phương Đằng cũng chỉ mới đi được 3 tháng, đã từ siêu phàm cảnh hậu kỳ thăng cấp đến đỉnh phong, vượt qua một cảnh giới nhỏ, khiến cho Phương Thường Lâm vui mừng khôn xiết. Phương Đằng không kiêu ngạo cũng không bốc đồng, nói, đây là nhờ sư phụ dốc sức dạy dỗ. Được được được, tương lai ngươi hãy đi theo hạ thiên trưởng lão, hạ thiên trưởng lão nói gì thì ngươi làm cái đó. Phương Thường Lâm nói, hắn đời này có lẽ không thể nào đột phá được vương cảnh, nhưng con trai của hắn có thể đột phá vương cảnh, đây cũng là một kiểu mong con hơn người, nghĩ tới việc trong tương lai con trai có thể thăng cấp lên vương cảnh, hoặc là đạt đến độ cao như nhân hoàng. mươi 28, sóng gió lại nổi lên hai Trong lòng Phương Thường Lâm vô cùng kích động, lúc này, Hạ Thiên mở miệng nói, chuyện của người ta đã biết rồi, không cần biết là Lục Chính Hằng đã chết hay chưa, sau này Lục Quốc này sẽ thuộc về ngươi, ta vẫn có một chút giao tình ở Tề Hoàng Thành. Trong giọng điệu của Hạ Thiên có một chút kiêu ngạo, ánh mắt Phương Thường Lâm sáng lên, Hạ Thiên chắc chắn như thế, không lẽ là đã đến Tề Hoàng Thành và lấy được thánh chỉ. Bởi vì Tề Hoàng sống trong Hoàng cung kia có toàn quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên ở Đại Tề bao gồm cả lãnh thổ. Suy cho cùng, toàn bộ lãnh thổ của Hoàng triều Đại Tề đúng là rộng lớn vô biên. Chỉ dựa vào một mình Tề Hoàng, hoàn toàn không thể quản lý được hết. Do đó, trong lãnh thổ của Đại Tề, sáu vương quốc lớn đã được sinh ra, còn có những lực lượng lớn có thể so sánh với sáu đại vương quốc. Tài nguyên mà bọn họ khai thác, chẳng hạn như linh thảo, linh dược, linh thạch và các loại kỳ chân dị bảo đều phải giao nộp 70% cho hoàng triều, 30% còn lại thuộc về tiền lương thuê mướn. Tề Hoàng có quyền quyết định tối cao, hắn có thể không quan tâm đến việc các thế lực trong lãnh thổ đánh nhau, tranh đoạt địa bàn suy cho cùng thì có đấu tranh thì mới có cạnh tranh, hơn nữa, hắn có thể thay thế quân vương của vương quốc tại bất cứ lúc nào. Phương Thường Lâm phấn khích một lúc lâu, sau đó mới nói, đúng rồi Hạ Thiên Trưởng Lão, loại trận pháp bố trí trong vương cung có thể dễ dàng giết chết nguyên thần cảnh, nghe nói là thất tuyệt kiếm trận. Thất tuyệt kiếm trận, Hạ Thiên nghe xong thì trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, sau đó lắc đầu, dứt khoát nói, không thể nào, thất tuyệt kiếm trận là một bộ sát trận cấp 5 cơ sở. Theo lời đồn nó có thể thăng cấp thành sát trận cấp 9, có thể giết thánh hai chữ giết thánh khiến khuôn mặt của phương trường lâm lộ vẻ hoảng sợ bị chấn động không nhẹ ngay cả phương đằng ở bên cạnh hơi thở cũng trở nên gấp gáp ánh mắt nóng rực rất khao khát có được loại tuyệt thế sát trận này bên trong hoang vực chỉ có một số ít thế lực có được thất tuyệt kiếm trận tề hoàng cũng không có hạ thiên trưởng lão thẳng thắn nói thất tuyệt kiếm trận không giống thứ bình thường chỉ những thế lực hàng đầu đứng trong hoang vực mới có cất giữ cũng chưa bao giờ nghe nói hoàng triều đại tề có người có thất tuyệt kiếm trận, giá của của loại trận pháp cấp bậc này cao không thể tưởng tượng được. Chỉ một bộ thất tuyệt kiếm trận cơ bản cấp 5 thì trị giá cũng đã hơn trăm triệu linh thạch. Có tiền cũng không mua được, chỉ là một vương quốc, lấy đâu ra được thất tuyệt kiếm trận chứ. Ngày hôm sau, cánh cửa phương phủ mở ra, ba người bước ra ngoài, lập tức bị những người xung quanh chú ý, cả ba bay lên không trung rồi bay về hướng cung điện, vô số người đã nhận ra điều gì đó, tất cả đều nhìn về hướng của vương cung có một số người đã bay thẳng đến vương cung điện, đến đó vây xem. Ba người đến trên không vương cung, Hạ Thiên đứng chắp tay, một luồng ý chí vương giả mơ hồ phát ra, tạo thành uy áp vô thượng, bao phủ lấy toàn bộ vương cung. Thân hình Hạ Thiên cao ngất, lộ ra khí thức khủng bố, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ áp lực. Lục Phương có ở đây hay không, mau đi ra ôn lại chuyện cũ. Hạ Thiên hắng giọng mở miệng, âm thanh mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, dễ dàng xuyên qua kết giới trận pháp, xuất hiện rõ ràng bên tai của mọi người. Trong vương cung, màng nhĩ của phần lớn cấm vệ rung động ầm ầm, những hộ vệ hơi yếu thì thất khiếu chảy máu, bởi vì trong giọng nói của Hạ Thiên, mang theo một chút tinh thần lực dao động, sẽ ảnh hưởng đến tâm thần của võ giả có cảnh giới thấp. Hạ Thiên vừa đến đã ngay lập tức phủ đầu ra oai. Phương Thường Lâm phát hiện Lục Chính Hằng chưa hề đi ra, theo đạo lý mà nói, Hạ Thiên trưởng lão không hề che giấu khí tức, nếu như Lục Chính Hằng không có việc gì, sẽ phải sớm cảm giác được khí tức người cùng cảnh giới. Nhanh đi ra nghênh đón mới đúng. Lúc này vẫn không có đi ra, khiến Phương Thường Lâm càng khẳng định Lục Chính Hằng còn đang phải chịu nỗi khổ kịch độc hành hạ, hoặc là đã chết. Hai người Mạc Hành Không và Tả Khưu Thiền đi ra đầu tiên. "Lục Phương bận rộn nhiều việc, không rảnh để ý đến ngươi." Mạc Hành Không lạnh lùng nói. "Hả?" Hạ Thiên nhíu mày, một tên nguyên thần cảnh nho nhỏ mà dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn, hắn nhìn kỹ Mạc Hành Không, không hài lòng hả một tiếng. Một tia tinh thần lực xuyên qua trận pháp, xâm nhập vào trong đầu Mạc Hành Không giống như trong lúc vô hình, có một thanh kiếm sắc bén cắm vào trong đầu mạc hành không, sau đó khóe miệng lập tức bị chảy máu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn mới chỉ là nguyên thần cảnh, sao có thể ngăn cản được công kích tinh thần của một vương cảnh. Đường đường là vương cảnh, lại đi bắt nạt một nguyên thần cảnh, có hơi ỉ lớn hiếp nhỏ rồi đó. Một giọng nói nói uể oải lười biếng truyền ra, lục trần xuất hiện ở trước mặt mạc hành không, trong tay cầm phệ hồn đoàn kiếm, truyền linh lực vào bên trong. Phệ hồn đoản kiếm phát ra ánh sáng, chiếu ra một tia sáng nhỏ trong suốt màu xanh lam xâm nhập vào trong đầu mạc hành không tìm đến thứ bắt nguồn từ trên người vương cảnh đang đứng ở trên không kia lục trần dùng phệ hồn đoàn kiếm vẽ một cái chặt đứt một tia tinh thần lực của hạ thiên bởi vì vương cảnh quá mạnh chỉ là một tia tinh thần lực tách ra bị chặt đứt không hề ảnh hưởng gì đến hạ thiên nhưng mà ánh mắt hắn có hơi nghiêm túc nhìn về đoàn kiếm màu đen trong tay lục trần đây là một pháp bảo có thể chặt đứt tinh thần lực lục trần lục trần vừa xuất hiện Phương Thường Lâm và Phương Đằng đều nhận ra. Nhưng mà, vẻ mặt hai người họ tương đối bình tĩnh, bởi vì lúc này, Lục Trần không hề che giấu khí tức, hai người bọn họ nháy mắt đã thấy rõ cảnh giới của Lục Trần. Tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng vẫn có hơi bất ngờ một chút. chương 29, vào trận, vào trận, thời gian 5 năm, Lục Trần lại tu luyện tới tẩy tủy cảnh viên mãn. Chẳng trách có thể giết chết nhiếp hoa và trương uy, trong lòng Phương Thường Lâm nói thầm một câu, hai người các ngươi đừng lạnh lùng như vậy, dù gì bọn họ cũng là khách quý của vương cung lục trần trước tiên là hướng về phía hai người nói một câu sau đó nhìn về phía ba người hạ thiên nói khách quý đường xa đến đây xin mời đi xuống dâng trà ngon lên cấm vệ trong vương cung vô cùng căng thẳng nhìn ba người trên không trung một người trong đó là người có cùng cấp bậc với quân vương loại cấp bậc này chỉ cần một ý nghĩ là có thể dùng tinh thần lực nghiền nát linh hồn bọn họ trái lại lục trần đối mặt vương cảnh thì khá bình tĩnh trên mặt xuất hiện nụ cười mỉm Mời ba người hạ thiên đi xuống. Bên ngoài vương cung có rất nhiều người đang quan sát, lần này không giống trước kia, có vương giả tới, không biết sát trận của vương cung, có thể ngăn cản được bước chân của vương giả hay không. Chết đi, đều đi chết đi, mạch lục thị đều đáng chết. Có một nam tử trung niên mặc áo tang, nhìn vào vương cung, ánh mắt xuất hiện hận ý khắc cốt khi tâm. Xung quanh hắn, có nữ quyến, có đứa nhỏ 15-16 tuổi, cũng có tôi tớ khoác áo vải thô, mỗi người đều đang nguyền rùa đây đều là người của nhiếp gia bởi vì nhiếp vô danh chết đi tình cảnh của bọn họ cực kỳ khó khăn mấy ngày này trưởng lão siêu phàm cảnh của gia tộc bị đánh lén chết mất hai người trọng thương mất mấy người tuy là còn không tra ra được ai làm nhưng chắc chắn là những gia tộc siêu phàm cảnh khi mà nhiếp vô danh còn tỏa trấn đã đắc tội sau khi nhiếp vô danh chết đi bọn họ liên tiếp bị đánh lén lại không tìm ra đám người đánh lén kia nên hận ý đối với vương cung đã lên đến đỉnh điểm cùng lúc đó ở một chỗ khác cũng có người đang nguyền rủa, nguyền rủa Lục Trần bị giết chết, nguyền rủa quân vương xuống địa ngục, đám người này chính là gia quyến và tôi tớ của Thanh gia, bọn họ cũng giống như nhiếp gia, tình cảnh cực kỳ gian nan. Hạ Thiên đứng lơ lửng trên không trung, tinh thần lực mạnh mẽ bao phủ bốn phía, không biết vì sao, hắn cảm nhận được nguy hiểm ẩn hiện, trầm giọng nói: "Các ngươi ở đây, ta đi xem thử sát trận trước." Bởi vì hôm qua Phương Thường Lâm đã nói, vương cung có sát trận, có thể giết chết nguyên thần cảnh, vốn dĩ hắn không tin nhưng bây giờ đây thật sự cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nên Hạ Thiên mới để cho hai người dừng bước. Hắn đi thăm dò đường, Hạ Thiên cất cao giọng nói, người đã mở cửa tiếp khách, sao ta lại không đến chứ? Nói xong, hắn dạo bước trên không trung, giống như là có cầu thang vô hình, từng bước một đi xuống, sau khi Hạ Thiên đi vào phạm vi trận pháp, kết giới xuất hiện, bao vây Hạ Thiên ở bên trong. Hạ Thiên nắm lấy thời cơ, vận chuyển công pháp, phóng ra tất cả năng lượng của vương cảnh, như là lũ từ trên núi bất ngờ đổ xuống, phát ra khí tức khủng bố, mạnh mẽ trùng kích kết giới trận pháp. Tuy là cách xa trận pháp, nhưng mà những người xung quanh đều cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ này. Uy năng của vương cảnh, thật sự là quá lớn. Con, kết giới có hơi không chịu nổi khí tức của Hạ Thiên, xuất hiện một vài vết nứt. Thì ra là vương cảnh hậu kỳ, không phải lão già nói ra hỏa này không phải đối thủ của hắn sao, lão già mới chỉ là vương cảnh trung kỳ, xem ra nếu như ta không ở đây, lão già sẽ lại phải ăn thua thiệt rồi. Trong lòng Lục Trần âm thầm suy nghĩ, Lục Trần cầm ngọc phù, khống chế trận pháp công kích. Trong trận pháp, hoa văn trên 18 trận kỳ đồng thời phát sáng lên, hấp thu linh khí từ bốn phía. Linh khí cuồn cuộn hội tụ ở trong trận pháp, tạo thành linh khí phong bạo. Trận pháp có thể tự động hấp thu linh khí ở xung quanh, bổ sung cho mình. Trong kết giới, linh khí quá nồng đậm, hóa thành chất lỏng, ngưng kết thành một trường kiếm sinh động như thật, tiếp theo, lại liên tục ngưng kết ra bảy thanh trường kiếm. Bảy thanh trường kiếm phát ra ánh kiếm màu xanh lục, ánh sáng chói mắt. Rất nhanh, bảy thanh kiếm xoay chuyển, xoay tròn vây quanh Hạ Thiên. Quả nhiên là thất tuyệt kiếm trận, Hạ Thiên bị bảy thanh linh kiếm bao vây, trong lòng run lên, một phương quốc nho nhỏ, sao có thể có được trận pháp có lực sát phạt cực mạnh như thất tuyệt kiếm trận này đây? Hiện tại tận mắt nhìn thấy, đôi mắt hắn sáng rực lên. Rất muốn đoạt được, để cho Huyền Lôi phái bố trí thành đại trận hộ sơn. Kiếm khí thật mạnh, trên bầu trời Phương Thường Lâm cảm nhận được kiếm khí linh kiếm phát ra, dù cách xa trận pháp cũng sợ hết hồn hết vía, cũng may hắn không có tùy tiện hành động, nếu như hắn tiến vào trong trận pháp, chắc chắn sẽ bị giết chết. Sư phụ của ngươi sẽ không sao chứ? Phương Thường Lâm hỏi, Phương Đằng cười nhạt một tiếng, phụ thân, người quá lo lắng rồi, sư phụ đã sớm bước vào vương cảnh hậu kỳ, lại tu luyện luyện thể quyết, thể phách mạnh mẽ, chỉ là trận pháp cấp 5, sẽ không mảy may gây ra tổn thương cho sư phụ được. Trong kết giới, Bảy mũi kiếm nhắm vào Hạ Thiên, lấy Hạ Thiên làm đích xuyên tới, giống như là một mũi nhọn sáng chói. Uy thế của mỗi một thanh kiếm phát ra, đều không kém gì so với uy lực của Nguyên Thần cảnh đỉnh phong. Chương 30, ta có thể ép biên ngươi. Một, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể dâng lên, phóng ra uy năng vương cảnh, tạo thành gợn sóng lan tràn ra ngoài, linh kiếm tiếp xúc với hắn bị nứt ra thành từng khúc, hóa thành linh lực rồi tiêu tán đi, bao trùm lên trên trận pháp. Lục Trần nhìn thấy Hạ Thiên đánh tan bảy thanh linh kiếm, cũng không có quá nhiều cảm giác mất mát. Dù sao thì đây cũng chỉ là trận pháp cấp 5, nhằm vào võ giả nguyên thần cảnh mà thôi. Hạ Thiên là vương cảnh hậu kỳ, chỉ một trận pháp cấp 5, tất nhiên không thể gây ra tổn thương cho hắn được. Trong trận pháp, bảy thanh kiếm lần nữa ngưng kết, phát động công kích về hướng Hạ Thiên. Bởi vì chỉ cần có linh khí rồi rào, trận pháp không bị nhìn nát thì bảy thanh kiếm sẽ có thể không ngừng ngưng kết lại. Hạ Thiên không hề để ý một chút công kích này lách mình đi tới trước kết giới, công kích lên một cái trận kỳ, trận kỳ vô cùng cứng rắn, khi hạ thiên nện một quyền lên đó, trận văn đồng thời phát ra ánh sáng, phóng ra lực lượng phòng ngự. Cho dù đây chỉ là trận kỳ cấp 5, cho dù hạ thiên là vương cảnh hậu kỳ, nhưng mà muốn phá hoại trận kỳ, vẫn có hơi khó khăn. hao phí tới tận hơn 10 phút đồng hồ, hạ thiên mới đánh nát một cái trận kỳ. Chỉ thấy trận kỳ này vang lên tiếng ken kết rung động, hoa văn phía trên trận kỳ bị nghiền nát, hoa văn ảm đạm mất đi ánh sáng, mất đi liên kết với trận kỳ ở xung quanh. Trận pháp là dựa vào sự liên kết của trận văn trận kỳ, hấp thu linh lực, phóng thích ra lực phòng ngự hoặc là lực công kích, tất cả trận kỳ trong một bộ trận pháp, chỉ có một trận kỳ là trận nhãn, có liên quan đến sự vận chuyển của toàn bộ đại trận. Đánh vỡ trận nhãn thì trận pháp sẽ bị nghiền nát. Cho nên mới nói, một vài sát trận mạnh mẽ, ít thì có một ngàn trận kỳ, nhiều thì có đến mấy vạn trận kỳ. Như vậy muốn tìm ra được trận nhãn, thì khó khăn như là mò kim đáy biển vậy. Hạ Thiên không hiểu trận pháp, chỉ có thể đánh nát mấy cái trận kỳ, làm lực phòng ngự trong kết giới yếu đi, khi kết giới vỡ nát là hắn có thể đi ra. Lại qua 10 phút đồng hồ nữa, Hạ Thiên đánh vỡ cái thứ hai. Tiểu bối, chỉ là trận pháp cấp 5, không thể trói buộc được ta. Sau khi liên tục đánh nát hai cái trận kỳ, Hạ Thiên xuyên qua kết giới nhìn về phía lục trần, lạnh lùng nói. Trên bầu trời, Phương Đằng cười nhạt một tiếng, phụ thân, ta nói rồi mà, trận pháp cấp 5, không thể trói buộc được sư phụ của ta, chỉ cần đánh nát mấy cái trận kỳ, lực phòng ngự của kết giới yếu đi, sư phụ sẽ có thể đánh vỡ kết giới rồi đi ra ngoài. Trong lòng Phương Thường Lâm thở phào một hơi, bên ngoài vương cung, quần chúng vây xem có hơi lo lắng, nếu như trận pháp bị phá vỡ, vậy thì vương cung sẽ giống như ngõ ngách trên phố, tùy ý đi vào. Ta thừa nhận, trận pháp cấp 5 quả thật không thể chói buộc được ngươi. Trên mặt Lục Trần mang theo nụ cười thản nhiên, bất chợt, giọng điệu đột nhiên trở nên quỷ dị, nhưng mà ta có thể ép điên ngươi. Lời này vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái, không rõ lời này của Lục Trần là có ý gì. Ngay cả Hạ Thiên cũng phải khẽ nhíu mày, không rõ lời này của Lục Trần là có ý gì. Một tay Lục Trần giơ lên, trong tay xuất hiện hai cái trận kỳ, vẫn là trận kỳ cấp 5 của thất tuyệt kiếm trận. Lục Trần dậm chân một cái, mượn sức bật, bay lên trời, đi thay thế vào trận kỳ cấp 5. Trận pháp lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại nào. Điện hạ không chỉ có 18 cái trận kỳ cấp 5, ánh mắt của mạc hành không ở bên cạnh sáng lên trận kỳ là do trận pháp đại sư lấy tinh khí thần khắc ấn hoa văn cực kỳ hao tổn tinh thần lực các thế lực không hiểu trận pháp mua về một bộ trận pháp ví dụ như các loại đại trận hộ sơn sát trận khi gặp phải các loại vấn đề như hoa văn trận pháp bị nghiền nát sẽ phải tốn giá tiền đắt đỏ để mời người đến sửa chữa suy cho cùng trận kỳ chính là kết tinh tâm huyết của trận pháp giá cả đắt đỏ vô cùng mua một bộ trận pháp như phải chảy máu dòng dòng vậy trận kỳ cũng vô cùng chân quý người bình thường cơ bản là không mua nổi. Cũng có thể nói, một trận kỳ của sát trận cấp 5, giá cả công khai ở bên ngoài, phải có giá trị lên tới trăm vạn linh thạch trở lên, tất nhiên, đây là giá cả nhằm vào những thế lực lớn không có trận pháp đại sư kia. Bọn họ không có trận pháp đại sư, dù giá cả đắt đến mức nào, cũng cần phải mua. Thế lực mà đã có trận pháp đại sư có tạo nghệ cao, trận kỳ cấp thấp như thế sẽ không đáng tiền, giá cả còn không bằng mấy viên linh thạch. Người lại vẫn còn có trận kỳ của thất tuyệt kiếm trận ư, hai đồng tử của Hạ Thiên co rụt lại, không phải là hắn sợ hãi, mà là kích động, bởi vì một bộ thất tuyệt kiếm trận cấp 5, yêu cầu có 18 cái trận kỳ, đối phương rõ ràng là móc ra hai cái trận kỳ mới, chẳng phải là trên người còn có nhiều sao. Còn có thể tạo thành một bộ thất tuyệt kiếm trận, ha ha, cái khác ta không có, nhưng loại đồ chơi nho nhỏ không đáng tiền này thì có rất nhiều. Lục Trần khiêm tốn cười cười, vung tay lên, một lượng lớn linh thạch đột nhiên xuất hiện, trồng chất như núi, có hơn trăm vạn linh thạch, Lục Trần ném ra những linh thạch này, tất nhiên là để bổ sung uy lực cho thất tuyệt kiếm trận. Nghe được lời nói của Lục Trần, mọi người ở đây đều có cảm giác hơi hoảng sợ, từ lúc nào, đồ vật cực phẩm như loại trận kỳ cấp năm này, lại trở thành không đáng giá rồi, Hạ Thiên và hai cha con Phương Thường Lâm đều cảm thấy Lục Trần đang khoác lác. chương 31, ta có thể ép biên ngươi. 2. Sau khi Lục Trần lấy ra một đống lớn linh thạch, trận pháp tự động hấp thu linh khí, không ngừng biến ra bảy thanh linh kiếm, không ngừng phát ra công kích về phía Hạ Thiên bàn tay hạ thiên run rẩy đánh vỡ linh kiếm nhân lúc linh kiếm còn chưa kịp ngưng kết lại thì tiếp tục công kích trận kỳ thế nhưng là cứ mỗi nửa giờ đánh nát hai cái lục trần sẽ lại lần nữa thay thế hai cái trận kỳ mới trong nháy mắt một giờ đã nhanh chóng đi qua hạ thiên vẫn bị vây khốn ở trong trận pháp như cũ hắn có hơi thẹn quá hóa giận tiểu tử thúi thả ta ra ngoài nghĩ hắn đường đường là vương cảnh lại bị một tiểu tử tẩy tùy cảnh nhốt tại trong trận pháp những một giờ trong lòng có hơi hít thở không thông Quên chuyện ta vừa mới nói rồi ư, Lục Trần nhếch miệng cười cười, nói cái gì, Hạ Thiên nhướng mày, đột nhiên nghĩ ra, đối phương nói muốn ép hắn điên lên. Nói thật, nếu như đối phương có dư giả trận kỳ, quả thật có thể vây khốn hắn ở trong trận pháp, thế nhưng, hắn cũng không tin, trận kỳ cấp 5 giá thành kinh người như vậy, hắn không tin đối phương có rất nhiều. Hạ Thiên tiếp tục công kích trận kỳ, đồng thời cười lạnh nói, được, người cứ tiếp tục đi, ta ngược lại muốn xem xem người có bao nhiêu trận kỳ để dùng. Sau đó, hết sức chuyên chú phá trận kỳ, lúc sau đã kéo dài đến 4 năm tiếng đồng hồ, mặt trời cũng sắp xuống núi. Trong vòng 4 tiếng này, Lục Trần thay thế đến gần 30 cái trận kỳ. Người ở xung quanh cũng im lặng đứng xem 4 năm tiếng. Bên ngoài vương cung, rất nhiều người đều không còn gì để nói, đường đường là cấp bậc vương cảnh, lại bị trận pháp vây khốn, vây lại 4 năm tiếng đồng hồ, đến bây giờ còn chưa thể đi ra. Ở trong trận pháp, trong lòng Hạ Thiên bực bội công kích trận kỳ liên tục mấy giờ đồng hồ, hắn cũng có hơi mệt mỏi, chủ yếu là mỗi lần đánh nát một cái, tiểu tử thúi kia ở bên ngoài sẽ ngay lập tức thay thế trận kỳ mới. Trong tay tiểu tử thúi này, rốt cuộc còn có bao nhiêu trận kỳ nữa, a a a. Trong lòng Hạ Thiên gào thét, hiện tại, hắn thật sự sắp hỏng mất, khoảng cách bị ép điên lên, đã rất gần rồi. Tiểu tử này sao lại có nhiều trận kỳ thất tuyệt kiếm trận như vậy, chẳng lẽ trong mắt hắn, đây thật sự là đồ chơi không đáng tiền sao? Hạ Thiên lơ lửng giữa không trung, Thở hồn hền hồn hền, bảy thanh linh kiếm ở xung quanh không ngừng ngưng kết, đến gần thân thể hạ thiên, từng cái một bị đánh nát, sau đó lại bắt đầu ngưng kết, lặp đi lặp lại. Bảy thanh linh kiếm giống như là bảy con ruồi, bay tới bay lui xung quanh hắn, chỉ là những con ruồi này vẫn cứ đánh mãi không chết. Tiếp tục nào, sao vậy, không còn khí lực nữa ư? Một giọng nói lười biếng dương dương tự đắc vang lên, từ trong miệng lục trần truyền ra. Lục trần kêu cấm vệ tìm đến một cái ghế, bên cạnh còn để một ít hoa quả vừa ăn vừa chiêu chọc, Hạ Thiên nhìn sang, tiểu tử này lại nhàn nhã như vậy, lồng ngực như muốn nổ tung đến nơi. Hai mắt Hạ Thiên đỏ ngầu gầm thét, tiểu tử, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu trận kỳ? Lục Trần sờ lên cằm, nói, không có nhiều, nhưng mà nhốt ngươi một tháng thì cũng không thành vấn đề. Một câu trước, Hạ Thiên còn đang thở phào một hơi, nhưng mà một câu sau, nghe mà muốn nhảy dựng lên đánh người. Hạ Thiên trừng mắt hung dữ nhìn Lục Trần không nói lời nào. Lục Trần nhìn vào Hạ Thiên nói ô kìa, nhìn hai mắt người đỏ ngầu, có phải là sắp không chịu đựng nổi nữa hay không, không kiên trì nổi thì nói một tiếng, nói rằng là, lục trần siêu cấp đẹp trai, trên đời này ngươi là đẹp trai nhất, ta không nên mạo phạm ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, coi ta như là một cái giám mà thả ra đi, nói như vậy ta sẽ thả ngươi ra, thế nào? Lời này vừa nói xong, hạ thiên tức đến hộp máu. Tiểu tử này dám làm nhục hắn như vậy, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Người trong vương cung, cũng không còn lời nào để nói, đồng thời những cấm vệ này càng ngày càng sùng bái điện hạ, đường đường là cường giả vương cảnh, vậy mà lại bị điện hạ làm cho mặt mày đen kịt. Lục Trần, mau mau thả sư phụ ta ra, trên không trung, Phương Đằng tức giận nói, dám đại nghịch bất đạo với vương giả, người muốn tìm cái chết sao. Phương Thường Lâm cũng nói, thả hạ thiên trưởng lão ra, thân phận của hạ thiên trưởng lão tôn quý, không phải là người ngươi có thể đắc tội. Hai người ngu ngốc các ngươi, không nhìn thấy bây giờ ta đang chiếm thượng phong sao, các người bảo tên hạ thiên này nhận lỗi với ta, thì ta có thể mở ra một con đường. Lục Trần làm biếng nói, ngươi, hai cha con Phương thường lâm trợn mắt nhìn, Phương đằng là đồ đệ của ngươi, lúc này, Lục Trần lại một lần nữa đưa mắt nhìn xuống hạ thiên. Hạ thiên không muốn để ý đến hắn, hết sức chăm chú công kích trận kỳ. Chào ôi, người làm sư phụ như ngươi vậy là không được rồi. Lục Trần lời ít ý nhiều nói, ngươi làm sư phụ đang bị vây khốn trong trận pháp, mà đồ đệ của ngươi lại ở bên cạnh đứng nhìn, cũng không đến cứu ngươi, loại đồ đệ này, còn thu nhận hắn làm gì nữa. Lục Trần mưu đồ hiểm ác, muốn chia rẽ sư đồ hai người. Lục Trần, ngươi đừng có mà nói hưu nói vượt, phương thường lâm hướng về phía Lục Trần mắng to, thằng nhãi danh chết tiệt miệng còn hôi sữa này, dám châm ngòi chia rẽ, tuy rằng đây là do Hạ Thiên chủ động đi trước thăm dò trận Pháp, nhưng mà hai người bọn họ lại ở bên cạnh xem 4 năm tiếng đồng hồ, nói không chừng sẽ thật sự khiến trong lòng trưởng lão sinh ra khoảng cách. Phương Đằng cũng tức giận nói, Lục Trần, người đừng có mà châm ngòi chia rẽ, ta luôn luôn một lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với sư phụ, sư phụ bảo ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó, ngay cả là lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Lên núi đao, xuống biển lửa ư, ánh mắt Lục Trần quái dị, Phương Đằng thể hiện lòng trung thành, đương nhiên là thật. chương 32, Lục Trần siêu cấp đẹp trai, vậy thì như thế này đi, người thầy sư phụ ngươi, quỳ xuống cầu xin ta, nói là Lục Trần siêu cấp đẹp trai cầu xin ngươi thả sư phụ ta ra ta bằng lòng dùng tôn nghiêm của mình để đổi sư phụ ta đi ra lục trần cười tủm tỉm nói quỳ xuống đến đây dập đầu trước ta một trăm cái ta sẽ bỏ qua cho sư phụ của ngươi sắc mặt phương đằng nháy mắt trở nên cực kỳ cứng nhắc đồng thời nhìn sang lục trần với một ánh mắt phẫn nộ trong lòng tức muốn điên lên lục trần dám sỉ nhục hắn như vậy sắc mặt phương thường lâm cũng thay đổi khó coi trong ánh mắt xuất hiện sự căm hận hận không thể xé xác lục trần lão hạ Ngươi nhìn xem đồ đệ ngươi thu nhận đi, chẳng qua là miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo mà thôi, vừa nói xong có thể vì ngươi lên núi đao, xuống biển lửa, nhưng mà ta mới vừa mở miệng, hắn đã ngây ngẩn cả người. Lục Trần nói với Hạ Thiên, "Lão hạ là cái quỷ gì?" Hạ Thiên tức hộc ra máu, nhưng mà, hắn vẫn quay đầu nhìn lấy Phương Đằng một cái, trong mắt không biết mang theo ý tứ gì. Phương Đằng nhìn thấy ánh mắt Hạ Thiên, thì trong lòng run lên, xúc sinh Lục Trần này là muốn bức ép hắn đến đường cùng đây mà lão hạ ngươi nhìn đồ đệ của ngươi này có phải là kẻ vong ân phụ nghĩa hay không chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được loại đồ đệ vong ân phụ nghĩa này phải mau chóng trục xuất khỏi sư môn thôi lời nói của lục trần xoáy sâu vào trong tâm hồn lời nói của lục trần từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim gan hai cha con phương đằng phẫn nộ muốn muốn chém lục trần thành nhiều mảnh cấm vệ ở xung quanh thì lại càng ngày càng sùng bái điện hạ rồi hai người tả khưu thiền và mạc hành không cũng không nói nên lời trong cung điện lục chính hằng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cân bằng hơn rất nhiều tiểu tử này quay trở lại mỗi lần nói chuyện đều sẽ chọc hắn tức giận gần chết hiện tại đến lượt người khác làm cho trong lòng cân bằng lại lão hạ người xem xem có phải đã dạy dỗ ra một tên vong ân phụ nghĩa hay không ngươi nên cảm ơn ta khiến cho ngươi nhìn rõ tên vong ân phụ nghĩa này nếu không sau này không sớm thì muộn cũng sẽ phản bội lại ngươi đừng nói nữa ta bằng lòng đôi mắt của phương đằng đỏ lên ẩn chứa phẫn nộ vô tật một trăm cái dập đầu đúng không ta bằng lòng vì sư phụ làm như thế bằng lòng sao đi vậy thì đi đến đại môn vương cung quỳ đi lục trần cười nhạt nói hy vọng ngươi nói lời thì giữ lời phương đằng oán hận chừng mắt nhìn lục trần một cái sau đó đi đến đại môn vương cung thở hắt rồi quỳ xuống mặt đất bên ngoài vương cung một đám người vẻ mặt cổ quái phương đằng đang làm cái gì vậy dù sao cũng cách đó hơi xa tuy là bọn họ có thể nhìn thấy nơi này nhưng mà lời nói bên trong lại không thể nghe ra rõ ràng. Phương Đằng quỳ xuống bắt đầu dập đầu, rất nhanh đã dập đầu được 10 cái. "Đợi một chút, cách thức không đúng." Lục Trần cắt ngang Phương Đằng. Phương Đằng dương hai mắt lên, lửa giận sôi trào, hắn áp chế lửa giận nói, "Sao lại không đúng?" "Mỗi một cái dập đầu, người phải hô to Lục Trần siêu cấp đẹp trai, người dập đầu như vậy không đúng rồi." Lục Trần nói. Phương Đằng nghe xong, hận không thể giết được Lục Trần. Thế nhưng Hiện tại hắn không thể không chấp nhận bị Lục Trần sỉ nhục, cho dù Lục Trần có sỉ nhục hắn như thế nào, hắn cũng phải nhận lấy. Lục Trần siêu cấp đẹp trai, Lục Trần siêu cấp đẹp trai. Sau đó, mỗi một cái dập đầu, Phương Đằng sẽ hô to một câu Lục Trần siêu cấp đẹp trai, khiến cho người ở bên ngoài vương cung mặt mũi mù mịt, không biết có phải sáng nay Phương Đằng ra ngoài đầu bị cửa kẹp rồi hay không. Hơn 10 phút, Phương Đằng dập đầu xong 100 cái, ngẩng đầu lên, cái chán xương lên thành một cục lớn, nhưng mà dường như phương đằng không hề cảm thấy đau đớn dùng con mắt âm u hung ác nhìn lục trần như vậy đã được chưa thái độ không thành khẩn lục trần lắc đầu nói cái đầu ngươi chưa có dập đến rách ra rõ ràng chưa phải thật tâm làm lại lời này vừa nói xong hai cha con phương thường lâm và cả hạ thiên vốn tưởng rằng có thể đi ra kia suýt chút nữa bị tức chết một đám người trong vương cung cũng hết chỗ nói chẳng lẽ phải dập đầu chảy máu mới là có thái độ thành khẩn ư Phương Thường Lâm tức giận nói: "Cái đồ danh con nhà ngươi, có thể tuân thủ lời hứa hay không?" Phương Đằng cũng tức giận nói: "Lục Trần, ngươi đừng có mà quá đáng, mau mau thả sư phụ ta ra." Lục Trần quay đầu, kêu lên với Hạ Thiên đang ở trong kết giới: "Lão Hạ à, đồ đệ ngươi là loại vong ân phụ nghĩa, mau mau trục xuất khỏi sư môn đi." Hai cha con Phương Thường Lâm: "Hạ Thiên, được được được." Phương Đằng tức giận nói: "Lục Trần, một lần cuối cùng, ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Sau đó Phương Đằng tiếp tục dập đầu, lần này dập đầu dùng lực hơn lúc trước, đồng thời trong miệng hô to lúc Trần siêu cấp đẹp trai. Chờ khi Phương Đằng dập đầu xong 100 cái, trên mặt đất có vết máu loang lổ, cái chán Phương Đằng thì máu me lẫn lộn, dường như còn có thể thấy được xương chán rồi. Hiện giờ có thể chưa? Trong mắt Phương Đằng, tràn ngập sát ý vô cùng vô tận. Hiện tại hắn rất muốn bùng nổ, giết chết Lục Trần ngay lập tức, thế nhưng, Lục Trần ở trong vương cung, hắn không làm được. Ánh mắt của ngươi là như thế nào? Lục Trần nhíu mày, tại sao ta có cảm giác ngươi muốn giết ta? Phương Đằng thầm nghĩ, lão tử hiện tại hận không thể chặt ngươi ra thành 18 mảnh. Vốn là ta đang muốn thả sư phụ ngươi ra, ngươi không cảm ơn ta không thèm tính toán, lại còn muốn giết ta, quên đi, lời hứa không còn giá trị. Lục Trần nói xong, quay người rời đi. Phốc, Phương Đằng tức giận sôi lên, phun ra một ngụm máu. Chương 33, đau lòng. Một, Phương Đằng nắm chặt hai quả đấm, lửa giận trong mắt phun trào, Lục Trần, làm người không thể nói lời không giữ lời, ta đã dập đầu cho ngươi 200 cái, mau mau thả sư phụ ta ra. Hai người phương thường lâm và hạ thiên, cũng suýt chút nữa bị làm tức chết. Thằng danh con này, không tuân thủ lời hứa chút nào. Lục Trần thản nhiên nói, đối với người bình thường, ta vẫn tương đối tuân thủ lời hứa, nhưng mà đối với kẻ phản bội, nhất là những kẻ phản bội nhỏ là con của kẻ phản bội lớn, thì không cần thiết phải hết lòng tuân thủ lời hứa. Lời này, là mắng chửi cả phương thường lâm, ngươi, trên bầu trời, phương thường lâm nghe được lời nói của lục trần thì sắc mặt trở nên xanh mét hận không thể bóp chết được lục trần nhưng mà miệng mấp máy mấy lần cuối cùng cũng chỉ có thể thẹn ở trong lòng không nói gì mọi người trong hoàng cung cảm giác được hả giận lời này của điện hạ cũng chính là tiếng lòng của bọn họ từ khi quân vương chúng phải kịch độc phương thường lâm tạo phản thì đã hoàn toàn là kẻ phản bội rồi nếu không phải điện hạ trở về kịp thời cho quân vương uống giải độc đan lại bố trí sát trận vây giết nguyên thần cảnh trong vương cung thì tình hình của bọn họ rất đáng lo không sớm thì muộn trận pháp cũng sẽ bị công phá mà kết quả của bọn họ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi bây giờ thấy đại tướng quân bị chửi trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái giống như ăn được nhân sâm vậy lỗ chân lông toàn thân đều nở ra lục trần nhìn phía phương đằng cười tủm tỉm nói muốn để cho sư phụ ngươi đi ra thì lại dập đầu một ngàn lần cho ta đi lần này phương đằng không làm theo mà là dùng con mắt tràn ngập lửa giận nhìn hắn bởi vì Phương Đằng cảm thấy cho dù là dập đầu một vạn, Lục Trần cũng vẫn sẽ lật lọc. Thấy Phương Đằng đứng gió không động đậy, Lục Trần quay đầu trách móc nói, lão hạ, ngươi xem xem cái loại đồ đệ vong ân phụ nghĩa mà ngươi dạy dỗ ra đi. Sắc mặt Phương Đằng biến thành màu gan heo, oán hận nhìn chằm chằm Lục Trần. Đủ rồi, Hạ Thiên đột nhiên lên tiếng, mặt mũi âm trầm, bởi vì hiện tại hắn đã biết rõ, thằng danh con này chỉ là đang trêu đùa hắn cùng đồ đệ hắn Phương Đằng, mặc kệ Phương Đằng có dập đầu bao nhiêu cái đi nữa, thì cũng sẽ không mở trận pháp ra. Lão hạ, ta thấy người rất có khí phách, không cần đồ để hỗ trợ, ta rất muốn xem xem người tự mình phá trận như thế nào. Lục Trần tán thưởng nói, lần nữa quay trở về, ngồi trên ghế, thái độ nhàn nhã. Lão hạ, cố lên, Lục Trần giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên tức giận quay đầu, chăm chú công kích trận kỳ, nhắm mắt làm ngơ tất cả. Rất nhanh, lại qua 2 giờ nữa, trời đã tối hẳn, người ở bên ngoài vương cung người cũng giải tán đi không ít, trước khi rời đi, cực kỳ thông cảm với vương cảnh bị nhốt trận trong pháp, đường đường là võ giả vương cảnh, lại bị nhốt ở trong một trận pháp cấp 5, mãi không ra ngoài được. Trong 2 giờ này, Hạ Thiên vẫn luôn công kích trận pháp, hao phí không ít sức lực, dần dần hơi thở có hơi hồn hền, cũng may trong kết giới có linh khí bổ sung, hắn cũng có thể hấp thu linh khí, không đến nỗi quá suy yếu. Thế nhưng, cứ bị nhốt trong trận pháp, mẹ nó là cái chuyện gì đây chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cha con Phương Thường Lâm không rời đi, đứng ở trên không, hận không thể phanh thây xé sắc lục trần, cái chán của Phương Đằng thì sưng lên một bọc lớn như cái bánh bao. Hôm nay, đối với người trong vương cung mà nói, là vô cùng vui vẻ, lần đầu nhìn thấy vương giả cao cao tại thượng trật vật như thế, nhất là những cấm vệ bị hạ thiên dùng tinh thần lực làm bị thương, trong lòng lại càng sảng khoái. Lục Trần vung tay lên, chỉ thấy trên mặt đất, lại nhiều thêm một đống đồ, mọi người nhìn qua, phát hiện đó là từng tảng thịt khổng lồ, mỗi tảng thịt phải có trọng lượng trên ngàn cân. Màu sắc mỗi một tảng thịt đồng đều, bốn phía là tinh khí, mặc dù bị cắt ra thành tảng, nhưng mà vẫn có khí thức yêu thú tràn ngập, hơn nữa, luồng yêu khí này còn không yếu. Ngoài ra, còn có hai cái bắp đùi lông lá lồm xồm to như hai cái thùng nước lớn dài đến 7-8 mét, phía trên có vết máu loang lổ, có năng lượng mơ hồ tràn ra. Đây là, người xung quanh tò mò nhìn, ngay cả Hạ Thiên ở trong trận Pháp cũng phải quay sang nhìn, hắn nhìn thấy trên mặt đất có từng tảng thịt phát ra năng lượng tinh thuần, không biết vì sao, hắn cảm thấy đống thịt này là thịt của yêu thú không tầm thường. Các vị đều đói rồi phải không, chỗ này ta có sẵn hai vạn cân thịt để nấu ăn, đi bảo nhà bếp chuẩn bị cho tốt, chỗ thịt này có thể lấy ra kho, xào lăn đều được, cái cặp chân này lấy ra nấu, hầm trong lửa lớn 2 giờ đồng hồ, hầm cho tinh hoa trong xương cốt như ra. Lục Trần nói, sau đó vẫy vẫy tay, gọi mấy cấm vệ tới, để bọn họ giúp chuyển nguyên liệu nấu ăn đi đến nhà bếp. Ta mời mọi người ăn cơm, nấu xong sẽ đem lên đây, chúng ta cùng nhau xem lão hạ phá trận. Lý ưng và cấm vệ tới, chuyển đống thịt này đi. Trong kết giới hạ thiên lại suýt chút nữa bị tức chết, tên khốn kiếp này xem hắn là con khỉ sao, còn muốn cho người đến xem. Điện hạ, chỗ thịt kia, tả khư thiền lặng lẽ hỏi, trong mắt đang rung động. Bởi vì từ trước tới nay bọn họ chưa từng nhìn thấy loại thịt có tinh khí nồng đậm như vậy. Ha ha, không có gì, chỉ là thịt yêu thú bình thường mà thôi, ta mời khách. Lục Trần cười ha ha nói, hắn cũng không dám nói thật, nói ra sợ sẽ dọa ngất bọn họ. Đây đều là thịt yêu thú cấp 6, là thịt yêu thú tương đương với cấp bậc vương cảnh, ẩn chứa lượng lớn tinh khí, người ăn được sẽ cực kỳ bổ. Nhất là đối với người ở siêu phàm cảnh trở xuống, thịt cấp bậc yêu vương có thể tăng cường khí huyết, thoát thai hoán cốt, làm huyết dịch biến đổi, tiềm lực tăng vọt. Chương 34, đau lòng 2, nấu đồ ăn cần 2 tiếng, mà trong 2 tiếng này Lục Trần đã thay thế 8 cái trận kỳ mới, khiến Hạ Thiên tức giận mắng to, tiểu tử này sao lại có nhiều trận kỳ như vậy. Cho đến bây giờ, tiểu tử này đã dùng hết 50-60 cái trận kỳ mới rồi đi. Tất cả có thể làm ra ba bộ thất tuyệt kiếm trận. Chu dù có nhiều trận kỳ hơn nữa, cũng không thể làm loạn như vậy được chứ. Cấm vệ trong vương cung, và hai người tả khư thiền, mạc hành không, trong lòng cũng có hai loại tâm tình rối rắm ở một chỗ, vừa kích động vừa đau lòng. Bọn họ cho rằng Điện Hạ chỉ có một bộ sát trận cấp 5, nhưng mà những trận kỳ lấy ra thay thế kia, đều có thể tạo thành 3 bốn bộ thất tuyệt kiếm trận. Một bộ sát trận cấp 5, ở bên ngoài có thể bán ra trên 100 triệu linh thạch, hơn nữa có tiền chưa chắc đã mua được, nếu không bán bằng linh thạch, cũng có thể đổi lấy đủ loại võ kỹ chân quý, công pháp, hoặc là các loại đan dược. Hiện tại Điện Hạ vì một vương giả, lãng phí trận kỳ như thế, bọn họ sao có thể không đau lòng đây? Trong cung điện, lục chính hàng núp trong bóng tối không biết vì sao cũng có cảm giác đau lòng, thằng nghịch tử này, quả thật là cái đổ phá ra, chưa bao thấy cái đổ phá ra như hắn. Hạ thiên uể oải nói tiểu tử, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu trận kỳ. Điện hạ, hay là thôi đi, hai người tả khư thiền và mạc hành không khuyên nhủ, không thể lãng phí nữa, mặc dù những thứ này không phải của bọn hắn, nhưng mà cứ hao phí như vậy, nhìn thấy rất đau lòng, dù sao thì quân vương đã khôi phục rồi, thả hạ thiện ra ngoài, hắn cũng không làm nên sóng gió gì được. Ha ha, nói cho các người biết cái gì chứ trận kỳ thì ta không thiếu. lục trần cười ha ha nói với hạ thiên, vất tay trên mặt đất xuất hiện một đống trận kỳ, nhìn ra phải có ít nhất hơn một ngàn cái. trận kỳ như ngọn núi trồng chất dưới chân lục trần, khiến cho hai mắt hạ thiên trợn tròn. trên bầu trời hai cha con phương thường lâm cũng nghẹn họng im lặng. ta đã nói muốn ép biên ngươi, thì chắc chắn sẽ làm được. lục trần nhìn hạ thiên đang trợn tròn mắt nói, lúc hạ thiên nhìn thấy một đống trận kỳ dưới chân lục trần, quả thật trợn tròn mắt hắn không thể tin được, Lục Trần thật sự lấy ra được nhiều trận kỳ như vậy, giá trị của những trận kỳ này, căn bản không cách nào nghiên cứu. Dựa theo một bộ thất tuyệt kiếm trận cấp 5 cần 18 trận kỳ, giá cả một bộ trận pháp hơn trăm triệu linh thạch. Trận kỳ ở đây, ít nhất có thể làm ra 50 bộ thất tuyệt kiếm trận, đổi hết thành linh thạch, thì giá trị 5-6 tỷ linh thạch, Hạ Thiên có chút quáng mắt, thằng nhóc này thật sự là một đứa con trai nối dõi của vua, làm sao giàu có như vậy. Vương giả như Hạ Thiên cũng quáng mắt, cha con Phương Thường Lâm, tả khư thiền, mạc hành không, cấm vệ chung quanh, cùng với lục chính hằng bên trong cung điện, đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Bên ngoài vương cung, ma lão của đấu trường hát sao vẫn chưa rời đi, cùng bạch hạc thanh niên bên cạnh, thế lực sau lưng họ đến từ một gia tộc vương cảnh của tề hoàng thành, nhìn thấy nhiều trận kỳ như vậy, hai mắt cũng dựng thẳng. Ngươi tiếp tục phá trận của ngươi, đúng rồi, đi hỏi thử đồ ăn sau bếp làm xong chưa, kêu bọn họ nhanh chóng bưng lên, ta có chút đói bụng. Lục Trần lười biếng ngồi trên ghế, chân bắt chéo, đắc y nói. Nội tâm Hạ Thiên cũng cạn lời rồi, không biết nên mở miệng như thế nào, hiện tại hắn xem như tin rồi, trận kỳ cấp 5 trong tay đối phương, thật sự không đáng tiền, trên mặt đất một đống lớn như vậy, trời biết trong nhẫn không gian còn hay không. Cùng đến chính là tuyệt vọng, hơn một ngàn trận kỳ có thể thay đổi, hắn có thể bị nhốt đến năm tháng nào. Đúng vào lúc này, một mùi hương nồng đậm truyền đến từ xa xa, rất nhanh, mùi hương tràn ngập cả vương cung, cấm vệ chung quanh ngửi được mùi, không nhịn được biên cuồng nuốt nước miếng, bởi vì lần đầu tiên bọn họ ngửi được món ăn gây thèm ăn như thế. Trong kết giới, Hạ Thiên ngửi được mùi này, tinh thần chấn động, hắn ngửi ra tinh khí tràn ngập trong mùi hương, hắn có cảm giác, thịt này đối với hắn cũng là thức ăn cực có ích. Tiểu tử này lấy ra là thịt yêu thú gì, ngay cả một vương giả như hắn cũng động lòng. Nghĩ hắn đường đường là vương giả, thịt yêu thú gì chưa ăn qua, bổ dưỡng khí huyết, cường thân kiện thể, tăng cường linh hồn, đủ loại thịt yêu thú, hắn đều nếm qua nhưng mà hiện tại, luồng tinh khí này, khiến hắn cũng động lòng. Điện hạ, làm xong rồi, làm xong rồi, chỉ thấy xa xa truyền đến tiếng hét, một đám cấm vệ, trong tay mỗi người bưng một nồi lớn, trong mỗi nồi lớn, có trên trăm cân thịt. Ước chừng có hơn hai trăm nồi lớn, bên trong canh đỏ cuồn cuộn, bốc lên hơi nóng. Một hộ vệ, bưng riêng hai nồi đến trước mặt lục trần. Một nồi là đủ rồi, còn lại các người ăn, cơ hội chỉ có một lần phải nắm lấy. Lục Trần hơi thâm ý nói cảm ơn điện hạ, cấm vệ này vui tươi hớn hở rời đi, ngồi vây quanh với các cấm vệ khác. Tả lão, mạc lão, mời. Lục Trần gọi, tả khư thiền tò mò hỏi, điện hạ, rốt cuộc đây là thịt yêu thú gì, sao lại thơm như vậy? Lục Trần cười mà không nói, nói các ngươi nếm thử thì biết. Ngon quá, quá ngon rồi, ta chưa từng nếm qua thịt yêu thú ngon như vậy. Chật, tinh khí thật nồng đậm, phù phù phù. mươi 35, hầu kết chuyển động. Trung quanh, một đám cấm vệ hô to gọi nhỏ, vừa cho vào miệng, bọn họ liền kinh ngạc, thịt yêu thú này không chỉ ngon, hơn nữa toàn thân đều là tinh hoa, ăn một miếng, giống như ăn tuyệt thế bảo dược, năng lượng tinh thuần chảy vào cơ thể, giao hòa với máu thịt. Bên cạnh, tả khư thiền và mạc hành không, hai người nửa tin nửa ngờ, thử một miếng, nhất thời cảm giác được năng lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong thịt, hóa thành khí thể, bồi bổ toàn thân, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. Hơn một ngàn hộ vệ vương cung, ngồi vây quanh một chỗ, ngoạm miếng thịt lớn, mùi thơm nước mũi, tràn ngập cả vương cung. Trong đó cha con Phương Thường Lâm cũng ngửi được, bọn họ cũng cảm giác được thịt yêu thú đang ăn, rất có thể là một loại thịt yêu thú ẩn chứa nguyên khí tinh thuần, nhìn thấy người chung quanh ăn rất ngon. Bất giác nuốt nước miếng, trong kết giới, Hạ Thiên nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ chung quanh, hắn giống như đang chuyên tâm tấn công trận pháp, nhưng lúc tấn công trận pháp, hầu kết bất giác nhấp nhô một chút. Mẹ nó, khinh người quá đáng, trong lòng Hạ Thiên mắng, thằng nhãi chết tiệt này, mời một đám hộ vệ ở bên cạnh miếng lớn ăn thịt, hơn nữa còn hô to gọi nhỏ, khiến cho hắn cũng thèm. Giống với Hạ Thiên, còn có lục chính hằng trong cung điện, hầu kết của hắn cũng bất giác nhấp nhô. Không khỏi thầm mắng, nghịch tử này cũng không biết dâng thứ tốt cho người làm cha như hắn trước. Bữa cơm này, ước chừng ăn một canh giờ, ngay cả nước canh các cấm vệ cũng không bỏ qua, uống một ngụm lớn no căng. Trước mặt ba người lục trần, tả khưu thiên, Mạc hành không có một nồi, nhưng mà lục trần chỉ ăn rất ít, còn lại đều bị hai lão ăn hết, sau khi ăn xong, bọn họ cảm giác năng lượng trong cơ thể đang dục dịch. A, à, không ổn, ta không ổn rồi. Xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy sắp đột phá rồi. Ta cũng vậy, các cấm về ăn uống no đủ, bọn họ cảm giác giờ khắc này, thịt yêu thú ăn trước đó tích tụ trong cơ thể, giờ khắc này bùng nổ toàn diện, có người làn da đỏ đậm, đang đổ mồ hôi, không khống chế được năng lượng trong cơ thể. Nhất là vào ban đêm, trên người vài người, vậy mà tản mát ra hồng quang quỷ dị như ẩn như hiện. Dầm dầm dầm, giờ khắc này, các cấm vệ ngã trái ngã phải, không thể khống chế đột phá cảnh giới, hơn nữa cho dù là sau khi đột phá cảnh giới, thực lực vẫn đang tăng vọt. Hơn một ngàn cấm vệ đồng thời đột phá cảnh giới, sức mạnh khí huyết hòa vào nhau, thổi quét bốn phía, không khí chấn động. Trận thế này, rất khó nhìn thấy. Cha con Phương Thường Lâm trên không, bọn họ sớm đã trợn tròn mắt, trước đó lúc các cấm vệ ăn thịt, cố gắng nuốt nước miếng, đợi đến khi bọn họ không dễ dàng gì được nếm thử, lại lần lượt phá cảnh ánh mắt hạ thiên mang theo ngưng trọng lúc này hắn còn không nhìn ra thịt yêu thú trước đó bất phàm vậy thì hắn chính là tên ngốc trong lòng cực kỳ chấn động thịt yêu thú mà bọn họ ăn rốt cuộc là cấp bậc gì phàm là hộ vệ nếm qua thịt yêu thú đều phá cảnh trời ơi ta vốn tưởng rằng đời này cũng không thể đột phá siêu phàm cảnh đây là giả phải không sao ta có thể bay một hộ vệ vốn dĩ là tẩy tủy cảnh sau khi vừa phá cảnh lắc lư bay lên cảm giác bản thân đang nằm mơ chân của ta không đau, trước kia chân của ta đã bị đau thương chí mạng, tuy rằng khỏi rồi, nhưng để lại di chứng, lờ mờ liên tục đau đớn, hiện tại ta cảm thấy chân không đau rồi. Bên cạnh, một hộ vệ cũng đang thì thầm, đúng vậy, thắt lưng của ta, bị người ta chém một đau, mỗi lần không người, đều sẽ đau đớn, hiện tại không người, vậy mà không đau. Giờ khắc này, từng hộ vệ đều phát hiện thân thể đã xảy ra biến hóa rất lớn, di chứng trên thân thể bọn họ không chỉ khỏi rồi, hơn nữa thực lực còn tăng lên một bước lớn. Trước kia, cấm vệ trong vương cung, hơn một ngàn cũng chỉ có ngưng khí cảnh, hiện tại toàn bộ đột phá tới tẩy tủy cảnh, 201 hộ vệ tẩy tủy cảnh, phần lớn người đột phá đến siêu phàm cảnh, chỉ có số ít người không phá cảnh, nhưng cũng đã đến tẩy tủy cảnh viên mãn, còn có 17 cấm vệ siêu phàm cảnh, hiện tại bọn họ thuần một màu siêu phàm cảnh viên mãn. Hơn một ngàn cấm vệ vương cung, thực lực tổng thể tăng mạnh. Giống như nằm mơ, hơn nữa, bây giờ bọn họ còn chưa tiêu hóa toàn bộ, trong cơ thể vẫn có năng lượng tinh thuần còn chưa luyện hóa, đợi sau khi luyện hóa, thực lực khẳng định sẽ lại tăng vọt một bước lớn. Rất nhiều cấm vệ ngã trái ngã phải, ngửa mặt nằm trên mặt đất, bên ngoài thân của bọn họ phun ra năng lượng tinh thuần, chủ yếu là một lần bọn họ ăn quá nhiều, không tiêu hóa được, nếu không phóng ra ngoài một ít, có thể sẽ căng thân thể đến nổ tung. Hai người Tả Khưu Thiền và Mạc Hành Không cũng lấy được lợi ích rất lớn, bọn họ có thể cảm nhận được, sau khi ăn thịt yêu thú, năng lượng tinh thuần đang cải thiện thể chất của bọn họ khí tức đang tăng cường. Thịt yêu thú mà thằng nhóc này cho, chẳng lẽ lại yêu vương sao? Trong cung điện, Lục Chính Hằng chấn động nghĩ, tất cả cấm vệ trong vương cung, thực lực trên tổng thể tăng lên một khoảng lớn, sao có thể không chấn động? Lão hạ, đừng dừng lại, tiếp tục phá trận, Lục chân mở miệng nói, tức chết lão phu rồi. Hạ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục tấn công trận kỳ, cho dù thằng nhóc này có vô số trận kỳ, hắn cũng muốn khiến thằng nhãi này xuất huyết, dù sao mỗi một trận kỳ đều rất chân quý hắn không tin, đối phương sẽ không đau lòng. Thật ra hắn cũng không biết, trận kỳ cấp 5 đối với Lục Trần mà nói, thật sự không đáng tiền, đại sư phụ tô minh hạ của hắn là chủ một vực, dưới tay bồi dưỡng vài thánh trận sư. Luyện chế trận pháp cấp 5 bình thường, sản lượng một ngày mấy ngàn cái giống như chơi. chương 36, làm nhục nhân hoàng, thời gian rất nhanh đã tới sáng, trong kết giới, hạ thiên đỏ mắt. Cha con phương thường lâm đáng thương đứng bên ngoài vương cung, ở chung một đêm, chủ yếu là hạ thiên bị nhốt trận pháp, Sao bọn họ yên tâm trở về ngủ tám giờ sáng mặt trời mọc lên ở phía đông đủ rồi lãng phí như thế còn ra thể thống gì một âm thanh đầy trung khí vang lên đủ sức xuyên thấu người lân cận vương cung đều có thể nghe thấy lục chính hằng đi ra khỏi điện khí sắc rất tốt sắc mặt hồng nhuận tu vi khôi phục tương đối rồi hắn thật sự không nhịn được tên phá của như lục trần đi ra trước lục chính hằng xuất hiện nháy mắt dẫn tới tiếng kinh ngạc một lúc lâu này dân chúng vương thành suy đoán đủ loại có người nói lục chính hằng đã chết có người nói còn sống nhưng đều là suy đoán hiện tại lục chính hằng đi ra sắc mặt hồng nhuận một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ bị thương đôi mắt hạ thiên run sợ nhìn chằm chằm lục chính hằng về phần phương thường lâm trên mặt không có chút máu trợn mắt có vẻ sợ hãi dù sao hắn phản bội quân vương hiện tại nhìn thấy quân vương xuất hiện hai chân không nhịn được run rẩy sau đó không thể phát giác nhìn Hạ Thiên một cái, cảm giác khẩn trương mới tiêu tán rất nhiều. Lục Chính Hằng nhìn thoáng qua phương Thường Lâm, sau đó chuyển tầm mắt qua người Hạ Thiên, mỉm cười mở miệng, "Hạ Thiên trưởng lão không ngại đường xa đến đây, không biết vì sao?" Còn không nhanh chóng thu pháp trận, sau đó, Lục Chính Hằng lại trừng mắt nhìn Lục Trần một cái. Lục Trần bĩu môi, nhưng vẫn làm theo lời, ngừng trận pháp. Hạ Thiên đi ra khỏi trận pháp, trong lòng đang tức giận mắng, tên Lục Chính Hằng này, rõ ràng còn chưa chết mà không đi ra. Khiến hắn bị nhốt trong trận pháp một ngày một đêm, khẳng định đang xem trò cười đây mà. Hạ Thiên đáp xuống mặt đất, nhìn về phía Lục Chính Hằng, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta đến, chủ yếu là truyền đạt một thánh chỉ." Hạ Thiên thấy Lục Chính Hằng còn sống, thì biết phương pháp trực tiếp sai Phương Thường Lâm làm quân vương không thể thực hiện được, cũng may hắn làm chuẩn bị kế hoạch dự phòng, đi tề hoàng thành một chuyến. Hắn và Trần Yêu Vương có giao tình riêng rất thân thiết, bãi miễn một quân vương, đơn giản giống như ăn cơm đi ngủ trấn yêu vương sở hữu tu vi vương cảnh đỉnh phong một trong tam đại vương hầu của tề hoàng trấn thủ sơn mạch yêu vương là phụ tá đắc lực của tề hoàng tề hoàng tín nhiệm sâu sắc trấn yêu vương mở miệng tề hoàng bệ hạ sẽ đặt ra một phần thánh chỉ đối với tồn tại như tề hoàng mà nói trong khu vực có mấy chục vương cảnh nhưng mà lấy được sự coi trọng của hắn cũng chỉ có tam đại vương hầu kia với đề nghị của trấn yêu vương hắn không chút nghĩ ngợi đồng ý lục chính hằng nghe thấy lời của hạ thiên nhíu mày hạ thiên chiếm được công nhận của người đó nếu người đó lên tiếng bãi miễn chức vị của hắn hắn thật sự không có cách nào phản bác lúc hạ thiên đang mở miệng nói chuyện lấy ra một thánh chỉ màu vàng thánh chỉ tự động trôi nổi trong không trung nở rộ muôn ngàn kim quang trong mơ hồ ánh sáng màu vàng hội tụ thành một bóng người bóng người này được kim quang bao phủ lộ ra uy nghiêm vô biên giống như một vị hoàng giả quân lâm thiên hạ sống lại ý chí nhân hoàng phát ra hoàng uy minh mông cuồn cuộn thần thánh không thể xâm phạm khí tức của tề hoàng bệ hạ, tham kiến tề hoàng, mọi người cảm nhận được luồng ý niệm nhân hoàng, tất cả kính sợ đều phát ra từ nội tâm, quỳ trên mặt đất, bao gồm Hạ Thiên và Lục Chính Hằng, nhưng mà hai người là vương giả, quỳ một gối là đủ. Luồng ý niệm nhân hoàng này càng phát tán càng xa, khuếch tán ra vương thành, khuếch tán đến chỗ xa hơn, khí tức nhân hoàng bao phủ phạm vi ít nhất mấy ngàn dặm. Giờ khắc này, vô số người quỳ lạy trên mặt đất, trong lòng đọc thầm tên tề hoàng. Ý chí của tề hoàng trong khu vực đại tề người gặp thần phục đây là thánh chỉ trong vương cung một câu nói đột ngột vang lên toàn bộ người quỳ trên mặt đất chỉ có một mình lục trần đứng quả thực chính là tồn tại hạc trong bầy gà trên mặt lục trần mang theo kinh ngạc đi qua cầm thánh chỉ trong tay ngươi làm gì thế trên mặt hạ thiên lộ ra vẻ giận dữ đây chính là thánh chỉ mà tề hoàng viết lục trần làm như vậy quả thực chính là đại nghịch bất đạo đang xúc phạm một vị hoàng giả gấp cái gì ta lại không cần của ngươi nhưng mà rất mềm mại, thích hợp làm giấy vệ sinh. Lục Trần bĩu môi, sau đó ném thánh chỉ cho Hạ Thiên. Lời này vừa nói ra, toàn hiện trường yên tĩnh. Hạ Thiên quả thực không dám tin vào lỗ tai của mình, hắn nghe thấy cái gì. Một tên mới tẩy tùy cảnh, vậy mà muốn lấy thánh chỉ nhân hoàng viết làm giấy vệ sinh. Đừng nói Hạ Thiên, Lục Chính Hằng cũng có chút ngơ ngác, nghịch từ này, đây là muốn lên trời à, đó là thánh chỉ mà tề hoàng trung tâm cao nhất tề hoàng thành viết cho dù kẻ nào nhìn thấy thánh chỉ, cũng phải quỳ lại. Trừ khi cũng là một nhân hoàng, mà hiện tại, Lục Trần gặp thánh chỉ tề hoàng không quỳ bái thì thôi đi, vậy mà còn nói ra lời, phát rồ, như thế. Tả khư thiền và mạc hành không nghe thấy lời của Lục Trần, nguy hiểm quá, một hơi xém thì không thở ra, suýt chút nữa đã bị nghẹn chết. Điện hạ tổ tông của ta ơi, ngươi sông đại họa rồi. Về phần cha con Phương Thường Lâm, gần như vui vẻ muốn nhảy dựng lên, Lục Trần cũng quá không coi ai ra gì rồi, vậy mà dám sỉ nhục tề hoàng như vậy, bọn họ có thể tưởng tượng, một khi chuyện này truyền đến tề hoàng thành. Sẽ dẫn đến bão táp bao lớn, cha con lục thị, phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả tất cả cấm vệ trong vương quốc, đều phải chôn cùng. Nhân hoàng không thể làm nhục, mươi 37, cơn giận của tề hoàng một Ai đang làm càn, thật bất ngờ, lục trần ném ra thánh chỉ này, cũng không bay đến trong tay hạ thiên, ngược lại giống như có ý thức, một lần nữa ngưng tụ thành hư ảnh nhân hoàng quay đầu lại một đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm lục trần thánh chỉ là tề hoàng dùng tinh thần viết phía trên chứa đựng ý niệm nhân hoàng của hắn có thể cảm giác được lời nói của lục trần bất kính đều nói rồi thứ mà ngươi viết thích hợp làm giấy vệ sinh lục trần lạnh nhạt nói muốn chết ảo ảnh tề hoàng lạnh giọng nói phân tán ra một tia kim quang bay đến chỗ lục trần lộ ra khí thức khiến kẻ khác hồi hộp ý niệm nhân hoàng cho dù là một tia nho nhỏ cũng có thể phát động công kích tinh thần có thể dễ dàng giết chết cấp bậc nguyên thần cảnh. Sắc mặt Lục Chính Hằng bên cạnh chợt biến, muốn kéo Lục Trần qua để hắn ngăn cản luồng tinh thần lực này của Nhân Hoàng. Hoàng cảnh nho nhỏ, im im ngồi trong mảnh đất nhỏ của mình, thanh thản làm con ếch ngồi đáy giếng không được sao? Lục Trần lạnh nhạt nói, lấy ra Phệ Hồn Đoản Kiếm, rót linh lực vào, Phệ Hồn Đoản Kiếm biến thành ánh sáng màu đen sẫm. Chém về trước, trực tiếp chém ảo ảnh Nhân Hoàng thành hai nửa. Phệ Hồn Đoản Kiếm phóng ra ánh sáng màu đen giống như sở hữu năng lực khắc chế cực kỳ lớn mạnh đối với tinh thần lực và linh hồn thể, thậm chí có thể cắn nuốt lục trần nhẹ nhàng vung vệ hồn đoàn kiếm. Tinh thần lực của nhân hoàng giống như đậu hũ yếu ớt, dễ dàng bị chém đứt. Hơn nữa kim quang chung quanh bị hắc quang mà vệ hồn đoàn kiếm tỏa ra nuốt sạch sẽ, hấp thu toàn bộ tinh thần lực của nhân hoàng. Mà thánh chỉ vốn là màu vàng rực rỡ, hiện tại biến thành tờ giấy bình thường. Hạ thiên bên cạnh còn đang lạnh lùng cười, đây chính là ấn ký tinh thần của nhân hoàng bệ hạ tuy rằng chỉ là một tia nho nhỏ, nhưng mà có thể nháy mắt tiêu diệt một linh hồn nguyên thần cảnh. Huống chi là một tẩy tủy cảnh nho nhỏ, nhưng mà khóe miệng vừa mới cong lên lạnh lùng cười, nháy mắt đã cứng ngắc. Hắn nhìn thấy cái gì, một đoạn kiếm dễ dàng đánh tàn ấn ký tinh thần mà ảo ảnh nhân hoàng ngưng tụ, còn hấp thu ấn ký tinh thần của nhân hoàng, nháy mắt đã hiểu được, đây là một pháp bảo khắc chế tinh thần. Trước đó, đối phương chính là dùng đoàn kiếm quỷ dị này, chặt đứt một tia tinh thần lực của hắn cha con phương thường lâm giống như hạ thiên cho rằng lục trần tìm chết nhưng mà không nghĩ tới kết quả là như vậy về phần đám người lục chính hằng thì thở phào nhẹ nhõm bọn họ nhìn thoáng qua đoàn kiếm màu đen trong tay lục trần không biết vì sao chỉ liếc mắt một cái đã cảm giác giống như linh hồn bị cắn nuốt vội vàng rời ánh mắt bình ổn nội tâm ngay thời điểm lục trần dùng vệ hồn đoàn kiếm cắn nuốt ấn ký tinh thần của nhân hoàng ở xa xôi ngoài mấy chục ngàn dặm có một tòa cự thành phồn vinh hưng thịnh tên là tề hoàng thành ở trung tâm của Tề Hoàng Thành, có một vùng dãy cung điện thần thánh uy nghiêm. Tề Hoàng thống trị lãnh thổ vô biên, trú ngụ trong dãy cung điện. Là ai? Chỗ sâu trong cung điện, có một nam tử trung niên mặc hoàng bào mở to mắt, bắn ra hai luồng sáng sắc bén màu vàng, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, khí tức khủng bố phát ra, ý chí nhân hoàng bá đạo sắc bén, mang theo một luồng phẫn nộ sông thiên, bao phủ cả tòa Tề Hoàng Thành. Giờ khắc này, người của cả Tề Hoàng Thành bị kinh động ánh mắt bọn họ hoảng sợ nhìn về phía trung tâm dãy cung điện không biết vì sao tề hoàng cao cao tại thượng có thể đột nhiên tức giận lửa giận nồng đậm bao trùm trong ý chí hoàng giả đáng sợ quả thực có thể đốt đến cửu trọng thiên là ai chọc giận tề hoàng bệ hạ thánh chỉ của ta lại làm giấy vệ sinh gan lớn thật đấy trong đôi mắt của tề hoàng tràn ngập lửa giận vô biên trong loáng thoáng hắn cảm nhận được có người đang nói lời đại nghịch bất đạo chuẩn bị ra tay đáng tiếc còn chưa ra tay một tia ý niệm nhân hoàng kia mất đi khí thức rất hiển nhiên bị cắn nuốt hoặc là đánh tan nhưng mà ý niệm nhân hoàng chứa trong thánh chỉ của hắn thật sự quá nhiều tạm thời không biết là ai đang làm nhục hắn truyền võ vương tới gặp ta một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ tề hoàng cung lục quốc một đám người còn đắm chìm trong khiếp sợ bao gồm vô số người ngoài vương cung tuy rằng bọn họ cách rất xa không nghe được cuộc thảo luận nhưng lục trần làm chuyện gì bọn họ thấy rõ ràng bọn họ nhìn thấy cái gì lục trần một đao phá vỡ ý niệm nhân hoàng đây đây là muốn tạo phản sao bọn họ sống dưới thống trị của tề hoàng tề hoàng chính là chúa tể tề hoàng vui sướng khắp trốn mừng vui thiên hạ thái bình tề hoàng giận dữ máu chảy thành sông xương trắng đầy trời làm sao lục trần dám làm như thế không sợ nhân hoàng giáng xuống một trường bóp nát phương thành sao cấp bậc nhân hoàng sở hữu năng lượng rời núi lấp biển uy năng không thể phỏng đoán được đấy có một vài người còn nhớ rõ truyền thuyết mấy ngàn năm trước, kẻ ngoại lai tề hoàng đại chiến với Nguyên Hoàng, hai vị hoàng giả giao chiến trên bầu trời, giống như hai ánh sáng đang truy đuổi, đan sen cùng một chỗ. Bọn họ đánh ba ngày ba đêm, phạm vi giao chiến bao trùm hơn mấy chục vạn dặm. Mặc dù đang giao chiến ở không trung, nhưng dư âm chút xuống dưới phá hủy hết thành trì này đến thành trì khác, vô số người cửa nát nhà tan, lang thang khắp nơi. Đây là sự khủng bố của hoàng giả. mươi 38, cơn giận của tề hoàng 2. Cho nên, hành động này của Lục Trần tuyệt đối chọc tức Tề Hoàng, Tề Hoàng giận dữ, nói không chừng sẽ huyết tẩy hơn trăm triệu bách tính của cả Lục Quốc, trong đó rất nhiều rất nhiều người vô tội đều sẽ bị liên lụy. Làm nhục nhân hoàng, muôn chết không từ, ta dẫn người đi gặp nhân hoàng. Cuối cùng Hạ Thiên phục hồi lại tinh thần, tinh thần lực chắc chắn khóa chặt Lục Trần, khí tức vương giả bùng nổ, giống như nước biển cuốn ngược, trào lên cuồn cuộn. Hạ Thiên vươn tay, muốn bắt lấy Lục Trần, bởi vì Lục Trần là tội nhân, thánh chỉ là hắn mang đến, nếu không mang lục trần về tề hoàng thành hỏi tội nói không chừng hắn cũng sẽ bị liên lụy thậm chí cả huyền lôi phái cũng sẽ bị liên lụy hạ thiên lục chính hằng tức giận nói nâng bàn tay lên va chạm với hạ thiên linh lực trong cơ thể hai người quá cuồn cuộn ầm ầm cùng một chỗ không khí nổ tung sinh ra tiếng nổ giống như tiếng sấm giống như hai quả bom nguyên tử va chạm cùng một chỗ nhưng ngay sau đó năng lượng va chạm cùng một chỗ sôi trào khuếch tán ra bốn phía lục chính hằng kéo cánh tay lục trần nhanh chóng rút lui, linh lực hộ thể kích động, lan tràn ra, ngăn cách dư âm. Về phần một vài người bên cạnh, không có may mắn như vậy, hộ vệ cách xa hơn trăm mét, trực tiếp bị dư âm giao đấu ngắn ngủi của hai người đánh vào, bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu to. Hòn non bộ gần nhất bên cạnh, ầm một tiếng, bị năng lượng dư âm thuần túy quét chúng, trực tiếp sụp đổ, hòn đá bay tán loạn. Hai người tả khưu thiền và mạc hành không, cách rất gần, cũng chỉ có khoảng 10 mét, lúc hai vương giả giao đấu, lập tức vận chuyển linh lực hộ thể nhưng mà vẫn bị đánh bay ra ngoài khóe miệng đầy máu cấp bậc phương cảnh quá mức khủng bố lượng lớn linh khí tích tụ trong cơ thể bọn họ va chạm cùng một chỗ lực phá hoại vô hạn dư âm bùng nổ cũng có thể đủ chấn chết người thành miếng đương nhiên chỉ là dưới ngưng khí cảnh nhưng mà nếu cách quá gần nguyên thần cảnh cũng sẽ bị thương tả khư thiền và mạc hành không chính là một ví dụ rất tốt lục chính hằng người cũng muốn tìm chết sao hạ thiên phẫn nộ nói một đôi mắt muốn giết người. Tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng không ra tay, bởi vì thực lực của Lục Chính Hằng rất mạnh, tuy rằng chỉ là vương cảnh trung kỳ, hắn cao hơn Lục Chính Hằng một tiểu cảnh giới, nhưng khí huyết của Lục Chính Hằng rất dồi dào. Có Lục Chính Hằng ở đây, không mang Lục Trần đi được. Lục Trần to gan lớn mật, trước vỗ nhục thánh chỉ, sau đó lại chặt đứt ấn ký tinh thần của Tề Hoàng, nhân hoàng không thể làm nhục, hiện tại giao ra con trai của ngươi còn kịp. Đôi mắt Hạ Thiên lạnh như băng, không giao ra con trai của ngươi người muốn chết ta cũng phải chịu liên lụy theo không chỉ người ta dân chúng cả lục quốc cũng có có thể bị thiết kỵ tề hoàng giày xéo đến chết sinh linh lục quốc đồ thán bây giờ ngươi còn muốn che chở hắn sao lục chính hằng nhíu mày thật ra hạ thiên nói không sai nhân hoàng không thể làm nhục hắn là vương cảnh hiểu rất rõ khủng bố của hoàng giả cái loại trình độ khủng bố này quả thực khiến người ta tuyệt vọng hắn cũng biết lần này lục trần làm quá giới hạn nhưng mà ai bảo lục trần là con trai duy nhất của hắn chứ hắn không bảo vệ ai bảo vệ, vậy thì thế nào, ngay cả con trai của mình cũng không bảo vệ được, còn coi như cha gì chứ. Lục chính hằng lạnh lùng nói, hắn quyết định rồi, chờ trận phong ba này bình ổn, sẽ mang theo lục trần xa chạy cao bay, hoang vực rộng lớn thế nào, hoàng triều giống như hoàng triều đại tề còn có rất nhiều, thật sự không ổn, đi xa đến đại vực khác. Hạ thiên như nhìn thấu được suy nghĩ của lục chính hằng, nở nụ cười lạnh lùng nói, lục chính hằng, dầu gì ngươi còn là vương cảnh, đã làm quân vương hết hai mươi mấy năm, chẳng lẽ ngươi vẫn không biết sức ảnh hưởng khủng khiếp của tề hoàng sao? Ngươi cho rằng dẫn theo hắn rời khỏi, tùy tiện tìm một nơi ẩn cư, thì cảm thấy tề hoàng không tìm được rồi sao? Dù sao trong biên giới đại tề cũng bao phủ triệu dặm lãnh thổ, xác thực minh mông, nhưng ngươi đừng quên rằng một thánh chỉ của tề hoàng thì có thể hiệu lệnh toàn bộ thế lực trong danh giới đại tề, mặc cho ngươi trốn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị tìm ra thôi. Trừ khi ngươi có thể thoát khỏi đại tề, điều này càng không thể nào, thành trí cỡ lớn sở hữu truyền tống trận sẽ có quân đội hùng hậu canh gác, trong tình hình né tránh truy bắt, một vương cảnh như người căn bản không thể thoát khỏi đại tề. Lời nói như tiếng pháo liên hồi của Hạ Thiên khiến Lục Chính Hằng im lặng. Ngoài ra, cho dù người gặp may trốn ra khỏi đại tề, nhưng hai hoàng triều lớn láng giềng của đại tề gồm có hoàng triều Nam Đầu và hoàng triều Khổng Tước, chủ hai hoàng triều lớn giao hảo với tề hoàng, có thể vượt hoàng triều phát lệnh truy nã ngươi. Ngoài ra, người đừng quên còn có một tổ chức ngang qua hoàng triều, thiên la địa võng, tổ chức này lai lịch thần bí, có tiếng là việc gì cũng biết, đặc biệt sở trường theo dõi người, chỉ cần có tiền, nửa tháng thì có thể tìm được ngươi. Cho nên, bây giờ ngươi hãy thả lục trần ra, để ta dẫn về tề hoàng cung, mặc ý tề hoàng xử lý, nói không chừng tề hoàng còn có thể đối xử khoan hồng với ngươi. Hạ thiên đang từng bước làm tan dã phòng tuyến tâm lý của lục chính hằng. Lục chính hằng im lặng không cất lời, giờ đây chạy vẫn còn kịp, một câu nói thở ơ truyền đến, trên bầu trời, Phương Đăng mỉm cười mở miệng nói, nhưng trong giọng điệu đan xen một sự mỉa mai, nhất là ánh mắt nhìn sang Lục Trần như đang nhìn một thằng đần độn. Phương Đăng nghĩ tới việc hắn khấu đầu 200 cái cho Lục Trần, vỡ đầu chảy máu nhưng rốt cuộc tên này bớn cợt hắn thì trong lòng hắn hết sức cáu tiết, hiện nay, ai kia tự tìm đường chết, đắc tội tề hoàng cao cao tại thượng. Thiên vương lão tử cũng không cứu được hắn, buồn bực trong lòng Phương Đăng giảm hẳn, chương 39, toàn lực ra tay, thế nhưng, phút chốc lục trần nhìn thấy ánh mắt của phương Đăng thì cảm thấy khó chịu rồi tuy hắn không có tiếp xúc gì với phương Đăng, nhưng ánh mắt như vậy thật sự khiến người khác không sảng khoái chạy ai nói ta muốn chạy chứ lục trần khinh miệt nói nếu việc ta chỉ là đối mặt một hoàng cảnh thì phải chạy trốn truyền ra ngoài để tiểu đệ của ta biết được ta cũng không còn mặt mũi nữa hạ thiên đưa ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chăm vào lục trần đồ danh con gan dạ này nhục mạ tề hoàng không nói còn diệt cả ý niệm nhân hoàng bây giờ trong lòng hắn vẫn hết sức thấp thỏm, không biết liệu tề hoàng sẽ giận cá chém huyền lui phái không. Dù sao cũng là thánh chỉ do hắn mang đến xảy ra điều bất chắc, không có bảo vệ tốt thánh chỉ. Hắn bị tề hoàng một bà tai tát chết cũng không tìm được chỗ để nói lý. Nếu không phải lục chính hằng cản lại, hắn cũng muốn một trưởng đập chết đồ danh con này. Ngươi vô cùng ngu xuẩn, không chỉ hại chết bản thân ngươi, còn liên lụy phụ thân của mình, toàn bộ người của vương cung, thậm chí tính mạng của bá tánh trên cả lục quốc, nếu ta là ngươi, sớm thì đã tự vận tả tội. Hạ Thiên lạnh lùng nói, Lục Trần, vì tốt cho mọi người, ngươi hãy tự tử đi. Trên bầu trời, Phương Đằng thốt ra lời châm biếm âm u, vẫn nhìn Lục Trần bằng ánh mắt như nhìn tên đần đột. Ngoá, ngươi còn dùng ánh mắt này, xem ta đây không giết chết ngươi. Được thôi, đột nhiên Lục Trần tuét miệng mỉm cười. Nếu người quen thuộc Lục Trần trông thấy nụ cười này của Lục Trần sẽ chợt biết có người sắp xui xẻo rồi. Ơ, ờ, Lục Trần đồng ý khiến đám người phương đằng, Hạ Thiên đều hơi bất ngờ. Ngay lúc bọn họ vô cùng bất ngờ, Lục Trần tiếp tục nói, ta có thể lấy cái chết tạ tội, nhưng ta muốn lựa chọn một cách chết sĩ diện. Hạ Thiên hỏi, người muốn kiểu chết sĩ diện như thế nào? Lục Trần chỉ về phía Phương Đằng nói, ta đấu một trận với Phương Đằng, các người ai cũng đừng xen tay vào, thế nào? Mấy người có mặt tại hiện trường nghe Lục Trần nói vậy, lộ ra vẻ mặt không giống nhau. Ba người Hạ Thiên, phụ tử Phương Thường Lâm bất ngờ, còn đám người Lục Chính Hằng thì biến đổi sắc mặt phương đằng cũng vô cùng bất ngờ nhìn lục trần hắn không nghĩ thông suốt tại sao lục trần dám khiêu chiến hắn lục trần chẳng qua là tẩy tủy cảnh viên mãn còn hắn đã siêu phàm cảnh đỉnh phong chỉ thiếu một bước thì có thể thăng cấp siêu phàm cảnh viên mãn xung kích nguyên thần cảnh giữa hai cảnh giới này gần như là một trời một vực hoàn toàn không thể so sánh tuy nhiên tên này thật sự dám khiêu chiến hắn tuyệt đối là tự tìm đường chết cho tới bây giờ chán của hắn vẫn còn khá đau lục trần muốn thách đấu mình không chỉ có thể báo thù rửa hận hơn nữa nói không chừng còn được nhận khen thưởng của tề hoàng. Thế là, khóe miệng của Phương đằng lộ ra một nét cười, được, ta đồng ý. Phương thường lâm đã khó chịu lục trần từ lâu rồi, nếu nhi tử của hắn giết chết lục trần trước mặt lục chính hằng, hơn nữa lục chính hằng còn không dám cản trở, điều này tuyệt đối là một chuyện thú vị. Hạ thiên tụ khí truyền âm nói, trực tiếp giết chết. Phương đằng nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại, mọi người phe vương cung đều hơi lo lắng. Trong lòng lục chính hằng cũng sốt ruột, không hiểu tại sao Lục Trần muốn khiêu chiến Phương Đăng, dù sao giữa hai người thua xa cả một đại cảnh giới. Tuy nhiên, hắn nhớ lại Lục Trần từng nói khi tự chảm đạo cơ siêu phàm lần thứ hai thì đã từng chém giết siêu phàm cảnh, bỗng chốc tâm trạng căng thẳng của hắn thoải mái hơn. Lục Trần rút bỏ trận pháp, nói xuống đây đi. Phương Đăng hạ xuống mặt đất, mở miệng nói, người mới tẩy tủy cảnh, có cần ta áp chế cảnh giới giống như người không? Phương Đăng rất tự tin, cho dù hắn áp chế cảnh giới cũng có thể nghiền ép Lục Trần, không cần, Lục Trần khẽ lắc đầu. Phương Đằng nở nụ cười lạnh lùng nói, xem ra ngươi đúng là tự tìm đường chết. Được thôi, ta cứ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhớ là đừng cảm kích ta quá. Ngoài ra, sử dụng toàn lực của ngươi đi, như vậy ngươi còn có thể sống thêm vài giây. Lục Trần hơi bất ngờ, kinh ngạc nói, ngươi xác định muốn để ta dốc hết sức. Phương Đằng nghe Lục Trần nói thế, trong lòng hắn cười khẩy, hai người bọn họ chênh lệch một cảnh giới lớn, cho dù Lục Trần dùng toàn lực cũng không thể nào sống quá một phút trên tay hắn. Được, ta thỏa mãn ngươi." Lục Trần nhún vai, hầu như Lục Trần vừa dứt lời thì hắn đã động tay, vận chuyển Cửu Tuyệt Thiên Công, điều động lượng lớn linh lực, làn sóng linh khí vô hình phá vỡ bề mặt thân thể, lan tràn ra xung quanh. Tiếp theo, Lục Trần lao xuống phía phương đằng, đồng thời truyền ra một loạt tiếng như sấm sét. Tiếng sấm nghìn cân, Lục Trần đã tu luyện thân pháp cấp Thánh lĩnh vực tốc độ đến đại thành, chỉ nghe tiếng sấm, không thấy người đâu. Cho dù là hai vương giả trước mặt cũng không thể dễ dàng nắm bắt được bóng dáng của Lục Trần, bọn họ chỉ nghe thấy một loạt tiếng sấm sét. Trong lúc Lục Trần biến mất, Phương Đằng sớm đã biến đổi sắc mặt vì một luồng cảm giác nguy hiểm nồng nặc truyền khắp người hắn. Ngay lúc Phương Đằng điều động linh lực, Lục Trần mang theo tiếng sấm sét, một chân lăng không đá vào lồng ngực của Phương Đằng. Phương Đằng không ngăn lại được, xương cốt lồng ngực phát ra tiếng giòn vang, miệng hắn phun máu tươi hất bay ra ngoài. Lục Trần như hình với bóng, không cho Phương Đằng cơ hội nghỉ xả hơi. Lần này hắn xuất quyền, linh lực hội tụ quyền ấn, năng lượng màu đỏ ngập tràn trên quả đấm giống như một ngọn lửa nóng bỏng, đập thật mạnh lên đầu của Phương Đăng. Đầu hắn nổ tung, nổ thành một đống xương máu. Chưa tới một giây ngắn ngủi, Lục Trần một chân một quyền đã giết chết Phương Đăng ngay tại chỗ. Xung quanh, tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Chương 40, Hạ màn 1. Phương Đăng, thiên tài đệ nhất Phương Thành, người xuất sắc trong những người cùng cảnh giới, khi xưa hắn rèn luyện ở bên ngoài, một đối địch hai đánh bại hai thanh niên siêu phàm cảnh hậu kỳ, Hạ Thiên đi ngang phát hiện dù là kinh nghiệm chiến đấu hay ý chí võ đạo của Phương Đằng đều rất đáng để đào tạo. Hạ Thiên này sinh ý nghĩ nhận Phương Đằng làm đồ đệ, hắn tức khắc dẫn Phương Đằng về Huyền Lôi phái, kết quả khiến hắn vô cùng hài lòng, Phương Đằng đã đánh bại cường giả lâu năm của Huyền Lôi phái trong chắc thí con đường thí luyện, mặc dù Phương Đằng đối mặt đệ tử siêu phàm cảnh đỉnh phong cũng không rơi vào thế yếu. Hạ Thiên lấy lượng lớn tài nguyên tu luyện cho Phương Đằng, Phương Đằng cũng rất không chịu thua kém, đột phá siêu phàm cảnh đỉnh phong trong vòng 2 tháng, Hạ Thiên tin rằng, đợi Phương Đằng bước vào nguyên thần cảnh sẽ bộc lộ tài năng trong đám đệ tử cũ. Sau này, có tiềm lực trở thành vương giả, Phương Đằng đối mặt võ giả cao hơn mình một tiểu cảnh giới cũng có thể chém giết với người đó mà không rơi vào thế bất lợi, đối chọi với một tẩy tùy cảnh như Lục Trần tuyệt đối là giết chết chỉ trong phút chốc. Khi hai người chuẩn bị thi đấu, Hạ Thiên đã quan sát Lục Chính Hằng thật kỹ, không cho Lục Chính Hằng nhúng tay, để Phương Đằng chém giết Lục Trần một cách suôn sẻ. Nhưng hiện giờ chỉ mới một giây, hắn đã nhìn thấy gì, Phương Đằng bị Lục Trần Lăng không đập vỡ nát đầu, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trong sân chỉ còn lại một thi thể không đầu. Hạ Thiên trực tiếp xứng sờ tại chỗ, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần. Phương Thường Lâm có lòng tin với nhi tử của mình, hắn đã ước ao thấy được dáng vẻ nổi quạo của Lục Chính Hằng, hắn mới nhếch khóe miệng lên cười lạnh lùng, nhưng chưa tới một giây thì nụ cười ở khóe miệng đã cứng đờ. Không, sau đó, Phương Thường Lâm phát ra giọng nói hết sức đau thương căm giận, Phương Thường Lâm như thế nào cũng không dám tin nổi, niềm kiêu hãnh trong lòng hắn lại bị giết chết ngay tại trận như vậy, ngay cả một giây cũng chưa tới, hơn nữa người đánh chết nhi tử thấp hơn hắn cả một đại cảnh giới. Toàn bộ cấm vệ trong vương cung đang trong trạng thái chấn động. Điện hạ của bọn họ vượt cảnh giới giết người, hơn nữa còn là với tư thế nghiền ép. Bọn họ hơi ngẩn ngơ, trong lòng này sinh ra một ảo giác cứ như Phương đằng là tẩy tùy cảnh viên mãn, còn điện hạ mới là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Cảnh này cực kỳ chấn động về thị giác. Lúc này ba người Tả Khư Thiên, Mạc Hành Không, Lục Chính Hằng mới hiểu ra sự mạnh mẽ của Lục Trần. Tuy Lục Trần từng nói đã giết chết võ giả siêu phàm cảnh từ trước, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, hiện nay chính mắt bọn họ thấy được cảnh này vẫn chấn động đến nỗi ngẩn người. Phương đằng này cũng yếu quá? Không đúng, nên là Lục Trần quá mạnh rồi. Xin lỗi, do hắn bảo ta dốc hết sức ra tay mà, ta không ngờ hắn yếu như thế. Trong khi mọi người chìm đắm trong kinh ngạc, một câu nói có vẻ hơi vô tội khiến mọi người giật mình nhiệt xúc, ta giết chết ngươi. Phương Thường Lâm nổi điên, Phương Đằng là niềm hy vọng của hắn, hắn bỏ mặc mọi thứ xông về phía Lục Trần, muốn nhân lúc Lục Chính Hằng chưa kịp phản ứng một trưởng kèm theo sức mạnh tràn trề đập chết Lục Trần. Hừ, Lục Chính Hằng bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên Phương Thường Lâm vốn đang vồ giết sang phía Lục Trần bay ngược ra ngoài mấy chục mét, đập vào một tảng đá điêu khắc. Tảng đá nổ tung, Phương Thường Lâm cũng bị thương nặng. Hạ Thiên trưởng lão, cầu xin ngươi hãy trả thù cho Phương Đằng. Phương Thường Lâm chưa chết nhưng đã bị thương nặng, vết máu dính đầy miệng, hắn nhìn sang Hạ Thiên dùng giọng điệu van xin nói. Thế nhưng Hạ Thiên không bận tâm tới hắn, đôi mắt của Hạ Thiên thay đổi liên tục, cho tới tận bây giờ hắn vẫn có phần không tin Phương Đằng lại bị Lục Trần giết chết như vậy, tư chất của Phương Đằng cũng là đỉnh cao trong huyền lôi phái mà. Điều quan trọng nhất là chưa tới một giây thì hắn đã bị Lục Trần vượt cảnh giới chấn sát một cách không hề dây dưa. Cho dù như thế nào, hắn cũng mất hết mặt mũi. Lục chính hằng, nhân hoàng không thể nhục, Ngươi hãy chờ nhận lấy cơn thịnh nộ của tề hoàng đi." Hạ Thiên lạnh lùng nói một câu với Lục Chính Hằng, quay người lại bay lên, thân hình nhấp nháy, chẳng mấy chốc thì đã biến mất khỏi chân trời minh mông. Niềm hy vọng duy nhất của Phương Thường Lâm chính là Hạ Thiên, nhưng thấy Hạ Thiên trực tiếp rời đi không hề bận tâm tới hắn, thoáng chốc hắn cảm thấy trời đất mù mịt. "Ha ha ha, Phương Thường Lâm niên cuồng bật cười to. Trước tiên là hắn mất đi nhi tử, sau đó bị Hạ Thiên vứt bỏ, Lục Chính Hằng sẽ không tha hắn đâu." hắn vốn tưởng rằng có thể ngồi lên vương vị, trở thành quân vương, ước vọng rất đầy áp, hiện thực đầy bi thương, đứng càng cao té càng đau. Lục Chính Hằng, ta đi trước một bước. Phương Thường Lâm cười hết một phút mới nhìn sang Lục Chính Hằng hung tợn nguyền rủa. tuy nhiên, các ngươi rất nhanh thì sẽ xuống địa ngục bầu bạn với ta, đắc tội tề hoàng, ngươi sẽ sống không bằng chết, ha ha ha. Phương Thường Lâm nói xong, vận chuyển linh lực tự cắt đứt kinh mạch, trong chớp mắt, kinh mạch toàn thân dạn nứt, hắn khẽ hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, không bao lâu sau, đồng tử rời rạc ngã xuống dưới đất. Phương Thường Lâm biết bản thân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, chỉ bằng tự vận, chết như vậy cũng có tôn nghiêm hơn. chương 40, Hạ Màn 2, kèm theo Hạ Thiên rời đi, Phương Thường Lâm tự tử, sự việc của Vương Cung tạm thời lắng xuống, nhưng trong mắt của đám người lục chính hằng, tả khư thiền toát lên vẻ lo lắng nồng nặc, chuyện gay gắt hơn còn ở phía sau. Lục Trần đã làm một việc gan to bằng trời, nói thánh chỉ tề hoàng làm giấy nhà xí dùng khá tốt còn chém một ý niệm nhân hoàng của tề hoàng vẫn không biết tin này truyền ra ngoài sẽ khơi dậy sóng lớn tới chừng nào lúc này bên ngoài vương cung đã nhốn nháo chính mắt bọn họ thấy lục trần chém ý niệm nhân hoàng điều này là đại bất kính với tề hoàng sẽ phải bị diệt tộc chỉ chốc lát chuyện xảy ra ở vương cung đã khơi dậy làn sóng lớn nhanh chóng truyền khắp lục quốc và các quốc gia xung quanh giờ phút này bá tánh lục quốc ai nấy đều cảm thấy nguy hiểm sợ lục quốc bị tề hoàng một trưởng chùi bỏ, còn bọn họ cũng sẽ chết đi. Rất nhiều người các thế lực đang chửi thầm phụ tử lục chính hằng, vì hành động của bọn họ sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Đồng thời, sự giàu có của lục trần cũng truyền tới ngoại giới, hoàng giả cũng khó có được thất tuyệt kiếm trận, trên người lục trần lại có cả mấy chục bộ, đây là một mớ của cải quý báu không thể dùng giá trị để hình dung. Đủ gây nên một số người có lòng đến giòm ngó, cộng thêm việc chọc giận tề hoàng, vương cung lục quốc thật sự sắp phải hủy diệt rồi. Trong vương cung, Lục chính hằng của trách lục trần, người xem thử rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì, muốn lấy thánh chỉ tề hoàng làm giấy nhà xí, ngươi còn có gan hơn ta đây, gan to bằng trời, ngươi không thể tưởng tượng nổi sự lớn mạnh của tề hoàng đâu. Cuối cùng lục chính hằng cũng không có quá mức chửi mắng, dù sao sự việc đều đã làm ra, không thể vãn hồi. Bây giờ ngươi theo ta rời khỏi lục quốc, lục chính hằng rất bình tĩnh, hắn phải nhân lúc đại quân bên tề hoàng cung vẫn chưa tới đây, dẫn lục trần rời khỏi chỗ thị phi này. Ôi, chúng ta cũng mai danh ẩn tích đi. Hai người tả khư thiền và mạc hành không thở dài nói. Trên cơ bản chuyện này đã không còn có thể xoay chuyển nữa, xỉ nhục tê hoang, ai đến cũng không cứu nổi bọn họ, chỉ đành mai danh ẩn tích, sống được bao lâu hay bấy lâu. Các cấm vệ vương cung đều cảm thấy nguy hiểm, người bình tĩnh nhất toàn hiện trường không ai khác ngoài lục trần rồi, trên mặt lục trần không hề hiện ra nỗi sợ hãi, hắn thờ ơ nói, lão già, chẳng qua một hoàng giả thôi mà, có cần thiết phải sợ tới mức này không? Lời nói của Lục Trần khá thu hút thu hận, Lục Chính Hằng chừng hai mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi còn nói nữa, mọi việc xấu này đều do ngươi gây ra, dẫn tới tai họa ngập đầu cho Lục Quốc, còn nói chỉ là một hoàng giả, hoàng giả trong miệng ngươi, một bạt tai thì có thể đập ngươi thành hư vô. Lục Chính Hằng tức giận, nghịch tử này vẫn chưa nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Lục Trần khẽ cười nói, thật ra là ta cố tình. Hừm, ý gì, Lục Chính Hằng tỏ vẻ không hiểu nhìn Lục Trần hai người tả khưu thiền và mạc hành không đứng bên cạnh cũng hiện ra vẻ mặt ngỡ ngàng lục trần lười biếng nói lão già người đang độ tráng nhiên chẳng lẽ ngươi không hề có ý chí chiến đấu sao chỉ một quân vương thì đã thỏa mãn ngươi ư cho dù ngươi thỏa mãn ta cũng không hài lòng ta còn muốn làm hoàng thái tử đấy cho nên ta cố tình sỉ nhục nhân hoàng để ngươi có lại ý chí chiến đấu kháng cự với hoàng giả lộ trình tu hành hết sức lận đận như trèo thuyền ngược dòng không tiến thì lùi cần phải thẳng tiến không lùi sở hữu một trái tim võ đạo vô địch tề hoàng cứ làm đá thí luyện cho ngươi đi lúc bấy giờ tề hoàng đánh thắng nguyên hoàng như thế nào thì ngươi hãy đánh bại tề hoàng như thế đó lục chính hằng lạnh lùng hừ một tiếng nói thì dễ làm mới khó cha của ngươi ta đây chẳng qua là vương cảnh trung kỳ mà tề hoàng lớn mạnh hơn cha ngươi gấp mấy lần ta làm sao chống lại giờ phút này lục chính hằng muốn chửi mẹ hóa ra tiểu tử này là cố tình chọc giận tề hoàng lục trần thản nhiên nói ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi sau này đợi ngươi ra khỏi hoang vực, rèn luyện ở nơi khác, những người đó biết ta mạnh như thế nhưng lại có phụ thân nhỏ yếu như ngươi thì sẽ mất mặt lắm. Lục chính hằng trừng mắt, thở hồng hộc ngươi ý gì? Rõ ràng hắn là vương cảnh trung kỳ được chứ, tiểu tử thối tha này mới tẩy tủy cảnh viên mãn, gì mà yếu quá sẽ làm mất mặt hắn, nghịch tử này nói như vậy là sao hả? Hai người tả khưu thiền bên cạnh cũng cạn lời, điện hạ nói giống như hắn là vương giả, quân vương mới là tẩy tủy cảnh vậy. Lý ưng, triệu tập tất cả cấm vệ, Ta có việc cần nói. Lục Trần làm biếng quan tâm lão giả nữa, nhìn sang Lý ưng bên cạnh nói. Lý ưng lập tức nói, vâng, Điện Hạ, chỉ phút chốc, hơn một nghìn cấm vệ trong vương cung đã tụ tập tại đây, bọn họ biết hiện nay gặp phải vấn đề là Điện Hạ đã gây rắc rối to, nhưng bọn họ không trách Điện Hạ, vì Điện Hạ cho bọn họ đan dược, với lại tối qua ăn thịt yêu thú khiến tu vi của bọn họ tiến bộ thần tốc. Ơn huệ lớn như thế, cho dù bọn họ chết muôn lần vì Điện Hạ cũng không từ. Khụ khụ kêu các người tới đây ta muốn tuyên bố một tin tốt trước mặt mọi người lục trần nhìn đám người mở miệng nói tin tốt ba người lục chính hằng nghe lục trần nói vậy đều hơi buồn rầu hiện nay đã đắc tội tề hoàng cao cao tại thượng còn có tin tốt sao đừng nói ba người họ nghi ngờ dù là đám cấm vệ cũng rất thắc mắc không hiểu điện hạ muốn tuyên bố tin tốt gì người nào người nấy nghỉnh cổ nghiêm túc lắng nghe lục trần mở miệng nói vương quốc chúng ta sắp tuyên chiến với tề hoàng của tề hoàng cung thế nào hả đây được tính là tin tốt chứ cả đám cấm vệ ngơ ngác. Chương 41, tuyên chiến với Tề Hoàng, ba người Lục Chính Hằng há hốc mồm, tuyên chiến với Tề Hoàng thuộc là tin tốt. Sau đó, Lục Chính Hằng nổi giận chửi mắng, đồ danh con, rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả? Lục Trần mặc kệ lão già, tiếp tục nói, đây là thời cơ của các ngươi, muốn trở nên mạnh hơn thì chắc chắn phải từng trải thử thách của khói lửa chiến tranh, còn nữa, ngươi biết hôm qua các ngươi đã ăn thịt yêu thú gì không? Gì vậy, đám cấm vệ ồn ào hỏi, Tối qua sau khi bọn họ ăn thịt xong, thực lực của mỗi người đều nhận được thăng cấp nhanh như bay, cho tới bây giờ, trong cơ thể của bọn họ vẫn dự trữ khá nhiều năng lượng tinh thuần chưa luyện hóa. Sau khi bọn họ luyện hóa toàn bộ, Tu Vi chắc chắn sẽ lần nữa tăng vọt. Thịt yêu vương, Lục chân thản nhiên nói, ồ, hắn vừa nói xong, trên khuôn mặt của mỗi một cấm vệ có mặt ở đó đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, dù là ba người Lục Chính Hằng cũng hơi ngơ ngác, thịt mà bọn họ ăn lại là thịt yêu vương. Điều, điều này quả thật không dám tin nổi yêu vương lớn mạnh biết bao ngang với cảnh giới vương giả nhân loại hơn nữa bình thường yêu thú lớn mạnh đều sống tụ tập theo quần tộc vô cùng đoàn kết mặc cho là hoàng giả cũng không dám mưu đồ yêu vương vì một khi bị phát hiện rất có thể sẽ đối mặt quần tộc yêu thú truy sát nhưng đối với bọn họ thịt yêu vương tuyệt đối là vật đại bổ tinh khí chứa trong máu thịt yêu vương có thể cải thiện thể chất của bọn họ khiến bọn họ tiềm lực vô hạn đại địa long hùng sở hữu một tia long khí từng người các ngươi chắc đều đã được long khí tẩm bổ, sau này tiền đồ của các ngươi không thể giới hạn, tuy nhiên, trước hết các ngươi chắc chắn phải trải qua từng trận huyết chiến, rèn luyện bản thân, trưởng thành dần lên, tệ nhất cũng là vương giả. Lục Trần mở miệng nói, toàn bộ cấm vệ chấn động, điện hạ, ta cảm động quá, hóa ra người đắc tội tề hoàng là vì rèn luyện bọn ta. Đúng vậy, trước đó ta còn trách móc điện hạ trong lòng nữa, ta thật là ngu xuẩn. Chẳng mấy chốc, cả đám người cảm động nói, ba người lục chính hằng cạn lời, đây là sao chứ? Lục Trần nói một phen lại khiến đám cấm vệ này cảm động đến nỗi bù lu bù loa. Lục Trần vẫy tay bảo cấm vệ xung quanh lui xuống. Lục Chính Hằng mở miệng nói, không ngờ ngươi còn có tiềm chất làm thần côn, dăm ba câu thì đã dẫn dụ được những cấm vệ này. Tả Khư Thiền ở bên cạnh lẩm bẩm một mình, Đại Địa Long Hùng là một yêu tộc đỉnh cao sinh sống ở yêu vực, thế lực to lớn vô biên, nghe nói có tồn tại của cấp bậc yêu thánh, điện hạ, thứ mà ngươi cho bọn ta ăn thật sự là máu thịt Long Hùng ư, Lục Trần thờ ơ nói, đương nhiên là thật, thoáng chốc Lục Chính Hằng trừng to mắt, hắn còn tưởng tiểu tử này dẫn dụ người khác, dù sao đại địa long hùng là một yêu tộc hết sức khổng lồ, ai dám mưu đồ máu thịt long hùng chứ? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nghịch tử, không lẽ thật sự là vậy? Tối qua, thứ mà những cấm vệ này ăn thật sự là máu thịt long hùng. Hắn nghĩ như thế, thoáng chốc bắt đầu nổi giận, nghịch tử này có món đồ tốt như vậy cũng không biết hiến cho cha trước, bà mẹ nó, hắn vẫn chưa từng thử máu thịt của yêu vương nữa nghịch tử này không hề hiếu thảo mà. Chốc lát thì Lục Trần đã cảm nhận được ánh mắt không tốt, hắn liếc nhìn nói, lão già, ánh mắt của ngươi là sao? Lục chính hằng tức chết đi được, nghịch tử này còn hỏi hắn ánh mắt gì, ngươi nói xem. Ngươi cũng muốn máu thịt yêu vương ư, không còn thứ này nữa, ta trở về vội vàng, chỉ mang theo một ít máu thịt và hai chân của Long Hùng, bị cấm về ăn hết rồi. Lục Trần nói, hắn khựng lại, bổ sung thêm một câu, ngươi nói ngươi cũng muốn ăn từ sớm thì ta chừa một ít cho ngươi, người không nói thì ai mà biết bàn tay to như quạt lá của lục chính hằng có thể hạ xuống bất cứ lúc nào lục trần tiếp tục nói như vậy đi người tới nhà bếp coi thử còn sót lại gì không lục trần nói xong trực tiếp chuồn đi lục chính hằng gào thét đồ danh con người đứng lại cho ta hai người tả khưu thiền và mạc hành không đứng bên cạnh phì cười thời gian trôi nhanh nhoáng một cái thì nửa tháng rồi ngoại giới đã trở trời lúc này trong biên giới toàn đại tề đều biết chuyện lục quốc làm làm nhục tề hoàng, còn diệt mất ý niệm nhân hoàng của tề hoàng. Nghe nói, người ra tay là lục trần, căn nguyên là như này, thái thượng trưởng lão phái huyền lôi hạ thiên, vì xích lóa thân thể, lưng đeo cành mận gai, quỳ gối trước cửa lớn tề hoàng cung, cho rằng hắn không bảo vệ tốt thánh chỉ, để cho người khác làm hỏng thánh chỉ. Hạ thiên nói ra nguyên do, có người muốn đem thánh chỉ dùng làm giấy vệ sinh, thậm chí còn cắt đứt ý niệm nhân hoàng của tề hoàng bệ hạ, thời điểm đó, người dân trong tề hoàng thành mới biết vì sao nửa tháng trước bệ hạ lại giận tím mặt như thế. Người trong tề hoàng thành đều ngạc nhiên, cái tên tiểu tử lục trần này là ngé con mới đẻ mà không sợ cọp à, lại dám vỗ nhục tề hoàng bệ hạ như vậy. Sau đó, chuyện bên phía lục quốc rốt cuộc cũng lan rộng, tác động đến toàn bộ lãnh thổ đại tề, sáu vương quốc lớn và các thế lực không kém gì vương quốc đều biết được chuyện này. Một ngày này, người chỉ đứng sau nhân hoàng cảnh, vũ vương từ trong vương cung đi ra, Hai thánh chỉ nhanh chóng được gửi đến tay quân vương tương quốc và xa quốc, để bọn họ ra tay diệt lục chính hằng. Nhân hoàng không thể nhục, chẳng qua loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phải để tề hoàng ra tay, giao cho quân vương của hai vương quốc lớn cũng đủ để diệt lục chính hằng và tên nhi tử cả gan làm loạn của hắn. Rất nhanh, mọi người trong lãnh thổ đại tề đều biết được quân vương của hai vương quốc lớn muốn đi đến lục quốc để diệt quân vương lục quốc. Điều này khiến nhiều vương cảnh tiếc nuối, vì sao ư? Bởi vì theo như lời đồn trong tay dòng dõi nhân vương lục trần nắm giữ hơn nghìn trận kỳ thất tuyệt kiếm trận điều này quả thực khiến mọi người choáng váng vì cho dù là tề hoàng cũng đâu có thất tuyệt kiếm trận này chương 42, mươi phong ba lại nổi lên mà một con cháu nhân vương lại có nhiều trận kỳ như vậy đa số người đều cảm thấy lời đồn này là giả nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói rất nhiều vương cảnh hy vọng tiếp nhận mệnh lệnh tề hoàng đi diệt lục quốc chỉ là tề hoàng phái hai vị quân vương đi cũng không phiền tới bọn họ Sở dĩ bọn họ cảm thấy tiếc nuối chủ yếu là vì người tìm được trận kỳ thất tuyệt kiếm trận, người xuất chiến có thể nhận được hai phần chiến lợi phẩm, 8 phần còn lại phải giao cho Tề Hoàng. Nếu như thật có trận kỳ thất tuyệt kiếm trận thì bọn họ sẽ tổn thất nhiều. Bởi vì mặc dù là trận kỳ cấp 5, nhưng mà tìm một vị trận pháp đại sư cấp 6 hoặc là cấp 7 nghiên cứu, có thể hoàn thiện trận văn, nâng trận kỳ cấp 5 lên tới cấp 6, như vậy thì bọn họ liền có thất tuyệt kiếm trận cấp 6, Mạo uy lực thất tuyệt kiếm trận cấp 6 so với thất tuyệt kiếm trận cấp 5 lớn mạnh hơn nhiều, có thể chu sát phương cảnh. Lục quốc, lục quốc yên tĩnh một đoạn thời gian, hai vị quân vương từ tề hoàng cung phái ra, ít hôm nữa sẽ tới lục quốc chém giết cha con lục chính hằng, tin tức lan truyền nhanh chóng, gây náo động khắp nơi. Lục quốc lại nổi lên phong ba, rất nhiều người cho rằng hai cha con lục chính hằng cần phải chạy trốn, đắc tội với vị tề hoàng trí cao vô thượng kia, không chạy trốn thì phải làm sao, nhưng điều bất ngờ là người trong vương thành lại không phát hiện bất kỳ người nào rời khỏi vương cung. Mọi thứ đều rất yên tĩnh, cấm vệ vương cung vẫn chấn thủ vương quốc như cũ, tựa hồ chẳng biết gì về chuyện phát sinh ở ngoại giới. Điều này khiến vô số người ngạc nhiên, cấm vệ trong vương cung và cha con lục chính hằng đã từ bỏ việc đấu tranh, chuẩn bị nhận lấy cái chết sao. Thật ra bọn họ cũng không biết giờ phút này trong vương cung, tất cả mọi người đều đang nâng cao tu vi. Nhìn bề ngoài không chút khẩn trương, lại rất bình tĩnh nhưng mà nội tâm thì hoàn toàn loạn lên, rốt cuộc là phạm tới tể hoàng. Nửa tháng nay, cấm vệ vương cung cả ngày khổ tu, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Cực kỳ hiển nhiên, sau khi thể chất của mỗi người được máu thịt yêu vương bổ dưỡng đã tăng lên rõ rệt, huyết khí tăng vọt. Nơi nào đó trong vương cung, đây là một bãi cỏ diện tích 50 mẫu, coi như một võ đài luyện võ. Cha con lục chính hằng đứng ở một chỗ đất trống, lão già, nghe nói tề hoàng đã phái hai vị vương cảnh tới, có quân vương tương quốc hạ độc thủ ngươi, ngươi xử lý thế nào?" Lục Trần mỉm cười nói, Lục Chính Hằng trợn ngược mắt, nói: "Ngươi nói xem, còn không phải ngươi gây sự, chúng ta bây giờ trốn còn kịp." Thời gian nửa tháng này Lục Chính Hằng nhiều lần thuyết phục Lục Trần rời đi, thế nhưng Lục Trần vẫn rất bình tĩnh, mỗi ngày trừ tu luyện ra thì cũng là đi dạo, bày ra bộ dáng không tim không phổi. Lục Trần cười nói: "Yên tâm, ta tin ngươi có thể lấy một địch hai, không chỉ đánh lui mà thậm chí chém giết cả hai vị vương giả." Lục Chính Hằng cạn lời chính hắn còn chẳng có lòng tin sẽ lấy một địch hai, tên nghịch tử này lấy đâu ra lòng tin đó chứ. Ta truyền cho ngươi hai chiêu võ kỹ, đầy đủ ứng phó quân vương hai nước. Lúc này, Lục Trần thu lại nụ cười, Lục Chính Hằng bĩu môi, đừng nói là hai chiêu, dù có truyền cho hắn hai mươi chiêu võ kỹ cũng vô ích thôi, hơn nữa nghịch tử này mới trở về hơn một tháng, hắn còn chưa am hiểu lai lịch sư môn của Lục Trần là cái gì. Chỉ là nói tới một hộ vệ bình thường đều có thể treo hắn lên mà đánh. Đối với loại lời nói vô nghĩa này, Lục chính hằng tất nhiên là không tin. Lục chính hằng tức giận nói: được, ta ngược lại muốn xem xem võ kỹ của ngươi lợi hại đến mức nào. Nhìn cho kỹ nè, mở to con mắt chó. ờ, con mắt của ngươi. Dưới ánh mắt đầy sát khí nhìn lục trần của lục chính hằng, lục trần liền vội vã sửa lại lời nói, tủm tỉm cười, xin lỗi nha, quen mồm rồi. Sau đó, lục trần mới thật nghiêm túc, điều động linh lực, một tay nâng lên, không ngừng biến đổi thủ thế, cuối cùng duỗi ra một ngón trỏ, ngón trỏ bộc phát quang hoa chói mắt quả thực sáng đến mù mắt người. Một luồng khí tức to lớn theo ngón trỏ của Lục Trần mạnh mẽ phát ra. Bên cạnh, Lục Chính hằng vốn là không để ý nhưng khi cảm nhận được một vệt uy năng trên ngón trỏ Lục Trần làm hắn hãi hùng khiếp vía, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Đây là thứ chỉ pháp gì mà khiến hắn đường đường là vương cảnh cũng có chút kinh hãi. Đặc biệt là tên tiểu tử thối này mới là tẩy tùy cảnh viên mãn thôi, còn chưa tới siêu phàm cảnh nữa, sao lại có thể bộc phát ra uy năng đáng sơ như vậy? Sau đó. Lục Trần chỉ vào tảng đá nặng mấy chục tấn trước mặt, sức mạnh vô hạn ngưng tụ trên ngón trỏ của hắn lập tức bắn ra. Bùm, cách đó 30 mét, tảng đá nặng mấy chục tấn sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh đá nhỏ, bắn tung tóe ra xung quanh, uy lực không hề suy yếu, vô số mảnh găm vào lòng đất sâu hơn một thước. Vô số cấm vệ đang khổ luyện bên canh nghe được một tiếng nổ mạnh ầm vang, toàn bộ ngạc nhiên nhìn qua, khi thấy bên cạnh thiếu đi một tảng đá lớn thì hoàn toàn ngơ ngác không hiểu xảy ra vụ gì, chẳng qua lúc lục trần xuất thủ vẫn có cấm vệ nhìn chăm chú võ kỹ này kinh khủng quá nhẹ nhàng chỉ một cái tảng đá to bự liền nổ tung đám cấm vệ xung quanh nghe qua quá trình này đều phải hít thở một hơi thán phục lão già cảm thấy võ kỹ này thế nào hả lục trần quay đầu nhìn về phía lục chính hằng trêu chọc cười nói sắc mặt lục chính hằng nghiêm túc hiếm có nói uy lực rất mạnh ta chưa bao giờ nhìn thấy chỉ pháp đáng sợ như thế chẳng lẽ người tu hành võ kỹ hoàng cấp nói chung tu vi đạt tới hoàng cảnh thì có thể tự sáng tạo ra võ kỹ uy lực bất phàm. Gọi chung là võ kỹ hoàng cấp, lục trần bĩu môi, nói, lão già, người không thể chắp cánh cho trí tưởng tượng hướng tới chỗ cao mà nghĩ à, đừng có ếch ngồi đáy giếng được không, đừng có nhắc tới loại rác rưởi như võ kỹ hoàng cấp. Bên cạnh, lục chính hằng co co khóe miệng, cái tên nghịch tử này có phải đặt tầm mắt hơi cao rồi không, lại còn nói hoàng cấp là rác rưởi trong khi võ kỹ hắn tu luyện còn chưa tính là vương cấp, chẳng phải là rác rưởi bên trong rác rưởi sao chương 43, hai bộ võ học cấp thánh 1 Lần này Lục Chính Hằng không phản bác, bởi vì uy lực võ kỹ Lục Trần thi triển rất mạnh mẽ, tẩy tùy cảnh viên mãn Lục Trần thi triển ra uy lực làm vương cảnh hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu là hắn thi triển, uy lực bùng phát càng không thể tưởng tượng nổi. Lục Trần nói, toái tinh chỉ, một môn chỉ pháp thánh cấp, uy năng tuyệt diệu, một chỉ điểm ra làm thiên băng địa liệt, luyện toái tinh chỉ đến thực hạn, có thể lĩnh ngộ ra vẫn tinh quyền, uy lực lớn hơn toái tinh chỉ gấp trăm lần, Toái tinh chỉ chính là một loại võ học cấp thánh của lục trần uy lực rất đáng sợ so với võ học cấp thánh đối phó với phương đằng lần trước còn kinh khủng hơn mấy phần tiếp theo lục trần truyền âm truyền khẩu quyết toái tinh chỉ cho lão già nhà hắn võ học cấp thánh thần sắc lục chính hằng mang theo vẻ khó tin trong lòng cuồng loạn võ học cấp thánh đối với hắn mà nói xa xôi biết bao nhiêu lúc trước hắn căn bản không dám suy nghĩ tới phương diện này võ học cấp thánh cần nhân vật tuyệt đỉnh bên trong thánh cảnh mới có thể sáng tạo đến nhân vật bậc này đứng trên đỉnh phong cửu thiên thập vực. Nghịch từ nhà hắn rõ ràng nắm giữ trong tay võ học cấp thánh. Hô hấp của Lục Chính Hằng dồn dập, một lúc sau, Lục Chính Hằng hỏi, thật hay giả vậy? Hắn vẫn là có chút khó tin, Lục Trần dương mắt, nói, đương nhiên là thật, dừng một chút, Lục Trần nhắc nhở, người sau này sẽ dần nổi danh, sử dụng toái tinh chỉ rất có thể sẽ có cường giả bí ẩn tìm tới cửa, xét cho cùng, võ học cấp thánh là công pháp trấn phái, không được truyền ra ngoài, cùng lắm ngươi chỉ cần báo ra tên của ta thì bọn họ sẽ không tìm ngươi làm phiền. Lục Chính Hằng vô ý gật đầu, nói chung thì võ học càng cấp cao thì càng quan trọng, thậm chí một số võ học còn là thế lực bảo vật chấn phái, không được truyền ra ngoài, một khi có người học trộm sẽ bị diệt môn. Ví như hoang vực trước đây có một hoàng triều cổ vô cùng cường thịnh, có bốn hoàng cảnh tọa chấn, so với đại tề bây giờ mạnh hơn mấy lần, vị nhân hoàng của hoàng triều này từ nhỏ đã đạt được một môn võ học cấp thánh. Sau khi bọn họ đạt được võ học còn giết người diệt khẩu. Cuối cùng giấy không thể bọc được lửa, người hoàng thất sử dụng môn võ học này trong hoàng triều bị người khác phát hiện, bị môn phái có võ học cấp thánh biết, tiếp sau đó, hoàng triều của cường đại này bị một thế lực thần bí hủy diệt. Trong vòng một đêm, bốn nhân hoàng, hơn 10 vương giả đỉnh tiêm, trực hệ hoàng tộc, già trẻ lớn bé toàn bộ bị giết. Lục chính hằng lấy lại tinh thần, nhìn lục trần, có chút quái dị, hỏi chỉ cần báo tên ngươi là được sao? Lục trần nhẹ gật đầu, không sai, về sau nếu có người tìm tới cửa, Ngươi chỉ cần báo ra tên của ta, bọn họ biết thân phận ta sẽ không ra tay với ngươi. Rốt cuộc ngươi có cái thân phận gì?" Lục Chính Hằng hỏi, Lục Trần không trả lời mà tự mình nói, "Cũng không cần quá lo lắng, dù sao nơi đây là hoang vực, ngươi có thể nhận ra môn chỉ pháp này không có mấy, trừ phi có một ngày ngươi có thể nổi danh khắp hoang vực hoặc là đi đại vực khác mới có khả năng bị người ta tìm tới." Khóe miệng Lục Chính Hằng giật giật, "Ngươi lại xem thường lão tử nhà ngươi nhiều như vậy." "Đúng đó," vẻ mặt Lục Trần thành thật Mặt Lục Chính Hằng đen thui lại, Lục Trần tiếp tục nói, "Phải rồi, truyền cho ngươi một môn thân pháp dùng để bảo mệnh, ngươi là Vương Cảnh, tu hành môn thân pháp này, luyện đến đại thành, cho dù là nhân hoàng truy sát cũng không chắc có thể đuổi kịp ngươi." Lục Chính Hằng dò hỏi, cũng là võ học cấp thánh. Trong lòng Lục Chính Hằng kinh ngạc, một môn phái có một môn võ học cấp thánh đã có thể truyền thừa vạn năm, danh chấn một vực rồi, tên nghịch tử này rõ ràng không chỉ có một môn võ học cấp thánh. Tiếp đó, Lục Trần bắt đầu biểu diễn bên cạnh tính như trinh nữ động như thỏ chạy, bóng dáng lục trần nhanh chóng chấp động, thời điểm lóe lên đồng thời có tiếng sấm nhỏ. Tốc độ của lục trần quá nhanh, sinh ra âm thanh bùng nổ chấn động đến đáng sợ, nhanh đến đột phá không gian. Lục chính hằng đứng tại chỗ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lục trần chợt trái chợt phải khó mà bắt, hắn hé mắt, càng không khỏi nghĩ đến thời điểm lục trần đối phó với phương đằng cũng là loại tốc độ này. Một cước một quyền, vượt qua đại cảnh giới giết chết phương đằng. Không bao lâu, lục trần dừng ở trước mặt lục chính hằng, Nói, Lôi Minh Thiên Quân, thuộc lĩnh vực tốc độ võ học cấp thánh, học được hai môn võ học cấp thánh này thì việc đối phó với hai vị quân vương cũng không thành vấn đề rồi. Lục Trần truyền âm, truyền khẩu quyết cho Lục Chính Hằng. "Ừm," Lục Chính Hằng gật đầu, "Nếu như học được hai môn võ học cấp thánh, đừng nói nắm giữ, cho dù là vừa tìm thấy đường thì đối phó với hai vị vương giả cũng là dễ dàng." Lôi Minh Thiên Quân bạo phát cực tốc, toái tinh chỉ điểm giữa chân mày. Tốc độ cực nhanh tăng thêm công kích chí mạng hành tung quỷ dị thật khiến người ta khó mà phòng bị. Vậy ngươi cứ luyện trước nha, nửa tháng sau sẽ nhìn ngươi biểu diễn. Lục Trần cười nói, xem chừng nửa tháng nữa quân vương của Tương quốc và xa quốc sẽ đến Vương Thành, nói không chừng chưa cần nửa tháng đã đến, thời gian 10 ngày lão già hẳn là có thể sơ khuy môn kính. Phải rồi, thì triển lôi minh thiên quân có lẽ cũng sẽ bị một ít cường giả bí ẩn tới nơi truy vấn, ngươi trực tiếp báo tên của ta là được. Dừng một chút, Lục Trần bổ sung một câu, Lục Chính Hằng cứng họng, chẳng lẽ tên tiểu tử này ở bên ngoài lại có thân phận cực kỳ cao đến vậy sao? Chương 414, hai bộ võ học cấp thánh một. Lần này Lục Chính Hằng không phản bác, bởi vì uy lực võ kỹ Lục Trần thi triển rất mạnh mẽ, tẩy tùy cảnh viên mãn Lục Trần thi triển ra uy lực làm vương cảnh hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu là hắn thi triển, uy lực bùng phát càng không thể tưởng tượng nổi. Lục Trần nói, toái tinh chỉ, một môn chỉ pháp thánh cấp, uy năng tuyệt diệu, một chỉ điểm ra làm thiên băng điện liệt, luyện toái tinh chỉ đến thực hạn, có thể lĩnh ngộ ra vẫn tinh quyền, uy lực lớn hơn toái tinh chỉ gấp trăm lần. Toái tinh chỉ chính là một loại võ học cấp thánh của lục trần, uy lực rất đáng sợ, so với võ học cấp thánh đối phó với phương đằng lần trước còn kinh khủng hơn mấy phần. Tiếp theo, lục trần truyền âm, truyền khẩu quyết toái tinh chỉ cho lão già nhà hắn. Võ học cấp thánh, thân sắc lục chính hằng mang theo vẻ khó tin, trong lòng cuồng loạn, võ học cấp thánh đối với hắn mà nói xa xôi biết bao nhiêu, lúc trước hắn căn bản không dám suy nghĩ tới phương diện này. Võ học cấp thánh cần nhân vật tuyệt đỉnh bên trong thánh cảnh mới có thể sáng tạo đến. Nhân vật bậc này đứng trên đỉnh phong cử thiên thập vực, nghịch từ nhà hắn rõ ràng nắm giữ trong tay võ học cấp thánh. Hô hấp của Lục Chính Hằng dồn dập, một lúc sau, Lục Chính Hằng hỏi, thật hay giả vậy? Hắn vẫn là có chút khó tin, Lục Trần dương mắt, nói, đương nhiên là thật, dừng một chút, Lục Trần nhắc nhở, người sau này sẽ dần nổi danh, sử dụng toái tinh chỉ rất có thể sẽ có cường giả bí ẩn tìm tới cửa, xét cho cùng Võ học cấp thánh là công pháp chấn phái, không được truyền ra ngoài. Cùng lắm ngươi chỉ cần báo ra tên của ta thì bọn họ sẽ không tìm ngươi làm phiền. Lục Chính Hằng vô ý gật đầu. Nói chung thì võ học càng cấp cao thì càng quan trọng. Thậm chí một số võ học còn là thế lực bảo vật chấn phái, không được truyền ra ngoài. Một khi có người học trộm sẽ bị diệt môn. Ví như hoang Vực trước đây có một hoàng triều cổ vô cùng cường thịnh, có bốn hoàng cảnh tỏa chấn. So với đại tề bây giờ mạnh hơn mấy lần. Vị nhân hoàng của hoàng triều này từ nhỏ đã đạt được một môn võ học cấp thánh sau khi bọn họ đạt được võ học còn giết người diệt khẩu. Cuối cùng giấy không thể bọc được lửa, người hoàng thất sử dụng môn võ học này trong hoàng triều bị người khác phát hiện, bị môn phái có võ học cấp thanh biết, tiếp sau đó, hoàng triều của cường đại này bị một thế lực thần bí hủy diệt. Trong vòng một đêm, bốn nhân hoàng, hơn 10 vương giả đỉnh tiêm, trực hệ hoàng tộc, già trẻ lớn bé toàn bộ bị giết. Lục chính hằng lấy lại tinh thần, nhìn lục trần, có chút quái dị, hỏi chỉ cần báo tên ngươi là được sao? Lục Trần nhẹ gật đầu, không sai, về sau nếu có người tìm tới cửa, ngươi chỉ cần báo ra tên của ta, bọn họ biết thân phận ta sẽ không ra tay với ngươi. Rốt cuộc ngươi có cái thân phận gì?" Lục Chính Hằng hỏi, Lục Trần không trả lời mà tự mình nói, cũng không cần quá lo lắng, dù sao nơi đây là hoang vực, người có thể nhận ra môn chỉ pháp này không có mấy, trừ phi có một ngày ngươi có thể nổi danh khắp hoang vực hoặc là đi đại vực khác mới có khả năng bị người ta tìm tới. Khóe miệng Lục Chính Hằng giật giật, ngươi lại xem thường lão tử nhà ngươi nhiều như vậy? Đúng đó, vẻ mặt Lục Trần thành thật, mặt Lục Chính Hằng đen thui lại, Lục Trần tiếp tục nói, phải rồi, truyền cho ngươi một môn thân pháp dùng để bảo mệnh, ngươi là Vương Cảnh, tu hành môn thân pháp này, luyện đến đại thành, cho dù là nhân hoàng truy sát cũng không chắc có thể đuổi kịp ngươi. Lục Chính Hằng dò hỏi, cũng là võ học cấp thánh. Trong lòng Lục Chính Hằng kinh ngạc, một môn phái có một môn võ học cấp thánh đã có thể truyền thừa vạn năm, danh chấn một vực rồi, tên nghịch tử này rõ ràng không chỉ có một môn võ học cấp thánh. Tiếp đó Lục Trần bắt đầu biểu diễn bên cạnh, Tính như trinh nữ động như thỏ chạy, bóng dáng Lục Trần nhanh chóng chấp động, thời điểm lóe lên đồng thời có tiếng sấm nhỏ. Tốc độ của Lục Trần quá nhanh, sinh ra âm thanh bùng nổ chấn động đến đáng sợ, nhanh đến đột phá không gian. Lục Chính Hằng đứng tại chỗ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Lục Trần chợt trái chợt phải khó mà bắt, hắn hé mắt, càng không khỏi nghĩ đến thời điểm Lục Trần đối phó với Phương Đằng cũng là loại tốc độ này. Một cước một quyền, vượt qua đại cảnh giới giết chết Phương Đằng. Không bao lâu, Lục Trần dừng ở trước mặt Lục Chính Hằng, nói, lôi minh thiên quân, thuộc lĩnh vực tốc độ võ học cấp thánh, học được hai môn võ học cấp thánh này thì việc đối phó với hai vị quân vương cũng không thành vấn đề rồi. Lục Trần truyền âm, truyền khẩu quyết cho Lục Chính Hằng. Ừm, um, Lục Chính Hằng gật đầu, nếu như học được hai môn võ học cấp thánh, đừng nói nắm giữ, cho dù là vừa tìm thấy đường thì đối phó với hai vị vương giả cũng là dễ dàng, lôi minh thiên quân bạo phát cực tốc, toái tinh chỉ điểm giữa chân mày. Tốc độ cực nhanh tăng thêm công kích chí mạng, hành tung quỷ dị thật khiến người ta khó mà phòng bị. Vậy ngươi cứ luyện trước nha, nửa tháng sau sẽ nhìn ngươi biểu diễn. Lục Trần cười nói, xem chừng nửa tháng nữa quân vương của Tương quốc và Sa quốc sẽ đến Vương Thành, nói không chừng chưa cần nửa tháng đã đến, thời gian 10 ngày lão già hẳn là có thể sơ khuy môn kính. Phải rồi, thi triển lôi minh thiên quân có lẽ cũng sẽ bị một ít cường giả bí ẩn tới nơi truy vấn, ngươi trực tiếp báo tên của ta là được. Dừng một chút, Lục Trần bổ sung một câu, Lục Chính Hằng cứng họng, chẳng lẽ tên tiểu tử này ở bên ngoài lại có thân phận cực kỳ cao đến vậy sao? chương 45, hai bộ võ học cấp thánh 2. Dù sao trong lòng hắn cũng thầm nhớ kỹ. Sau đó Lục Chính Hằng bắt đầu diễn luyện mà Lục Trần đã sớm rời khỏi nơi này, trở lại bế quan trong mật thất. Hắn chuẩn bị mấy ngày nay đột phá đến siêu phàm cảnh, tiếp đó khởi hành đến thánh địa giao trì. Thành Tương Dung là vương thành của Tương Quốc, trong ngày này, quân vương Tương Quốc Tương Trạch đứng trước truyền tống trận ở vương cung, đứng bên cạnh hắn là hai nhi tử tương Nam và tương Bắc, xung quanh còn có một nhóm người thân phận tôn quý ở tương quốc. Bọn họ dường như đang đợi cái gì đó. Đột nhiên, truyền tống trận sáng lên, phát ra ánh sáng chói mắt, chờ ánh sáng tán đi, bên cạnh xuất hiện thêm một đoàn người, ước chừng có hơn 10 người. Đứng đầu là một vị nam tử trung niên, thân mặc áo bảo sám, làn da hơi ngăm đen, trong mắt lóe lên ánh sáng, đi theo phía sau là một đám thanh niên khí chất bất phàm, mỗi một người thanh niên đều có khí tức đáng sợ phả ra, chủ yếu đều là siêu phàm cảnh viên mãn. Còn có một người lóa mắt nhất trong cả đám đã đạt đến nguyên thần cảnh. Ha ha, Sa xuyên huynh, lâu nay có khỏe không? Tương trạch nhìn về phía nam tử trung niên, chắp tay hành lễ, trên mặt lộ ra ý cười. Sa xuyên chính là quân vương Sa quốc, là một vị vương cảnh hậu kỳ, so với tương trạch còn cao hơn một cảnh giới nhỏ, cũng là lý do tương trạch đối với Sa xuyên cực kỳ khách khí. Tương trạch huynh vẫn khỏe chứ? sa xuyên nhếch miệng cười cười vương cung sớm đã chuẩn bị rượu ngon mời xuyên huynh tương trạch làm tư thế mời không cần đâu đến lục quốc trước đi sa xuyên khoát tay nói xem ra xuyên huynh nghĩ giống ta như đúc ánh mắt tương trạch sáng lên lần này bọn họ tiếp nhận mệnh lệnh của vũ vương hầu tiến về lục quốc chém giết hai cha con đại nghịch bất đạo lục chính hằng trong lòng bọn họ đều cảm thấy hứng thú với thất tuyệt kiếm trận trong tay lục trần sau khi giết chết cha con lục chính hằng quân vương hứa hẹn cho bọn họ có thể lưu lại một bộ trận kỳ thất tuyệt kiếm trận, những cái khác thì phải nộp lên. Tương Trạch vốn đang muốn mời Sa Xuyên dừng chân ở vương cung nghỉ ngơi một ngày, chỉ là Sa Xuyên muốn trực tiếp đến lục quốc, mau chóng diệt cha con lục chính hằng, đạt được một bộ thất tuyệt kiếm trận, giống hệt với suy nghĩ trong lòng hắn. Tương Trạch và Sa Xuyên song song đi tới, một đám thanh niên kiệt xuất hậu bối đi theo phía sau bọn họ, ví dụ như thanh niên bên cạnh Sa Xuyên tên là Sa Mục, là đại nhi tử của Sa Xuyên, thiên phú cực mạnh trong rất nhiều đứa con nối dõi. Hiện giờ, đã là nguyên thần cảnh sơ kỳ, thanh niên Tuấn Kiệt còn lại, là con nối dõi của nhân thần Sa Quốc, đều là vài tiểu bối xuất sắc. Lần này bọn họ lấy được thánh chỉ tề hoàng, giết chết con nối dõi của lục chính hằng, cho nên đặc biệt dẫn thanh niên xuất sắc nhất phương cung như bọn họ ra ngoài, rèn luyện bản thân. Đi theo phía sau tương trẻ cũng là hai đứa con nối dõi, tương nam và tương bắc, tu vi hai người ở siêu phàm cảnh viên mãn, phá cảnh giới vào nguyên thần cảnh trong tầm tay. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tương trẻ cười ha ha nói, thế hệ đệ tử trẻ của Sa quốc đều rất mạnh nhỉ, nhất là Sa mục hiền chất, đều đã là nguyên thần cảnh sơ kỳ. Sa xuyên thản nhiên cười, nói tương huynh nói đùa, tương nam và tương bắc điệt nhi, ai chẳng biết đã bái nhập môn hạ của kiếm vương tiền bối luyện được chân truyền, về sau lớn lên, khẳng định là hai kiếm vương, xem ra tương quốc sắp có thêm hai kiếm vương rồi. Tương Trạch nghe được lời của Sa Xuyên, sắc mặt lờ mờ có chút đắc ý. Chuyện hắn đắc ý nhất chính là không có gì ngoài chuyện hai đứa nhi tử bái nhập môn hạ thiên toàn sơn của kiếm thu dịch, chuyện này khiến hắn vô cùng nở mặt. Kiếm thu dịch là một tán tu, mặc dù không môn không phái, nhưng đến nay đã sống hơn 2.000 năm, hơn nữa tu vi bản thân ở vương cảnh đỉnh phong, là một vương giả hàng đầu. Một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, có thể đối kháng hai vương giả hàng đầu cùng đẳng cấp mà không rơi xuống hạ phong. Kiếm tu rất cường đại, rất khó có được, bắt buộc phải có thiên phú kiếm đạo rất cao. Trong khu vực đại tề, cường giả vương cảnh ít thì cũng có hai ba chục vị, nghe nói, có một bảng xếp hạng vương giả, căn cứ thực lực vương cảnh để xếp hạng, kiếm thu dịch ổn định xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng vương cảnh, võ vương hầu dưới tề hoàng cũng hơi kém kiếm thu dịch một bậc. Kiếm thu dịch am hiểu kiếm pháp, lại là một vương giả đỉnh cấp, được gọi là kiếm vương tiền bối. Tề hoàng cũng rất tôn kính lão nhân này, muốn gửi con nối dõi vào môn hạ của kiếm thu dịch, đáng tiếc kiếm thu dịch thu đồ đệ xem duyên, hơn mấy trăm năm, chỉ có tương nam và tương bắc bái nhập môn hạ của kiếm thu dịch. Hai người này, tương đương với đệ tử quan môn của kiếm thu dịch. Tương Nam và Tương Bắc bái nhập môn hạ kiếm thu dịch đóng cửa 10 năm, 10 năm mài kiếm một lần, gần đây chuyện của lục quốc bùng nổ, kiếm thu dịch kêu hai người xuất quan, xuống núi thử kiếm, Tương Trạch liền chuẩn bị mang hai đứa con đi lục quốc, lấy người của lục quốc thử kiếm. Hai quân vương, có nói có cười, tầng bốc lẫn nhau. Tuy rằng ngoài mặt đắc ý, nhưng tương trạch vẫn khách sáo nói, xa xuyên huynh nói đùa rồi, không đáng nhắc tới. Đúng rồi, gần đây xảy ra một chuyện lạ, đột nhiên, tương trạch nhíu mày nói. Sa xuyên hỏi, chuyện lạ gì thế? Tương trạch nói, lục chính hàng này rõ ràng chúng kịch độc hỏa hạt vương, theo đạo lý mà nói hẳn là không sống sót được, không biết vì sao giờ vẫn còn sống. chương 46, Giáng Lâm 1, điều này thật sự có chút kỳ quái. Sa xuyên nhíu mày nói, rất nhanh chân mày giãn ra, Người nói, mà kệ hắn làm cách nào để khôi phục, hai chúng ta liên thủ là có thể dễ dàng chém chết lục chính hằng, sau đó đi đến tể hoàng cung phục lệnh. Cũng đúng, nói như vậy, tương trẻ cũng cười. Sau đó, đoàn người bay lên trời, bay về hướng lục quốc. Ước chừng thời gian 7-8 ngày sẽ có thể tới lục quốc. Lục quốc, sân đấu võ, lục trần lười biếng ngồi trên ghế, hơn 100 mét, chỉ thấy bóng dáng lục chính hằng lấp lẽ, xuất hiện các nơi trên không trung có một tia ánh sáng màu trắng bắn ra khiến không gian đều đang run rẩy. Lục Chính Hằng đang tu hành hai môn võ học cấp thánh. Không bao lâu sau, Lục Chính Hằng xuất hiện trước mặt Lục Trần, hơi thở có chút rồn dập, mở miệng nói, võ học cấp thánh này khó nhận thật sự, nhất là đồng thời thi triển hai môn, ta cảm thấy khoảng 2 phút là thể lực sẽ hao hết. Sở dĩ võ học cấp thánh có uy lực cực mạnh, là bởi vì linh lực duy trì vận chuyển tiêu hao gấp mấy lần võ học bình thường, cho dù một vương cảnh sở hữu lượng lớn linh lực, cũng chỉ có thể duy trì khoảng vài phút. Lục Trần nói, hai phút đủ để chớp nhoáng giết hai vương cảnh. Bản thân Lục Trần hắn thi triển thử thì cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vì võ học cấp thánh, thật sự rất hao phí thể lực. Lục Chính Hằng cười nói, đúng thế, thời gian hắn tu hành chỉ mới 10 ngày, sơ khuy môn kính, ví dụ như thi triển thân pháp lôi minh thiên quân, tuy vẫn chưa sinh ra tiếng sấm nhưng không gian tăng lên còn rất lớn, chỉ tu luyện thời gian 10 ngày, tốc độ có được hiện giờ tăng gần như gấp đôi so với trước đây. Thời gian hối hả trôi qua, năm sáu ngày sau, trong khoảng thời gian này, không ngừng có thế lực của Vương Thành rời đi, bởi vì bọn họ đã biết được, nhân mã của quân vương hai nước sắp đến rồi, đến lúc đó quân vương lục quốc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa dự âm bộc phát của đại chiến vương cảnh rất có thể khiến thành trì hủy diệt, để tránh bị ảnh hưởng tới thì nên trước tiên rời khỏi nơi thị phi. Nhưng mà, có số ít người đã sống ở đây nhiều thế hệ vẫn ở lại. Ngày nay, bên ngoài vương thành, một đám cường giả ngự không phi hành, đi tới vương cung, người dẫn đầu là Tương Trạch và Sa Xuyên, bọn họ tới lục quốc sớm hơn thời gian dự tính hai ngày. Bọn họ không che giấu khí thức của mình, giờ khắc này, mọi người trong vương thành ngẩng đầu, cảm nhận được khí thức vương giả cao cao tại thượng, thầm nghĩ ngày này cuối cùng đến rồi sao. Cùng lúc đó, lục chính hằng đang tu luyện bỗng nhiên cảm giác được khí thức quen thuộc, bèn ngừng lại, hai mắt khẽ ít nhìn chằm chằm phía xa. Làm sao vậy, lão già? Lục Trần hỏi, Lục Chính Hằng nói, bọn họ đến rồi. Lục Chính Hằng, ra đây chịu chết." Hắn vừa dứt lời, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm truyền đến từ xa xa, giữa âm minh mông cuồn cuộn bao trùm cả vương thành, tất cả mọi người trong vương thành đều nghe được câu nói bá đạo này. Không bao lâu, một đoàn người xuất hiện trên bầu trời của vương thành, uy áp đáng sợ giống như thủy triều bao trùm xuống. Toàn bộ cấm vệ trong vương cung hội tụ lại, căng thẳng nhìn chằm chằm đoàn người trên trời cao. Lục Chính Hằng, không ngờ mà người khá lớn đấy, độc hạt vương mà cũng không độc chết người được. Tương Trạch nhìn thấy Lục Chính Hằng đứng trước mắt, và lại còn không sao cả thì hơi sửng sốt, sau đó hắn kinh ngạc nói. Lục Chính Hằng còn chưa kịp mở miệng, Lục Trần nói, người tốt không sống lâu, tai họa kéo dài ngàn năm. Sắc mặt Lục Chính Hằng hơi đen đi, quay đầu chừng Lục Trần một cái, nghịch tử này nói chuyện gì đấy. Một đám cấm vệ vương cung cũng cạn lời, rốt cuộc điện hạ là bên ta hay là bên địch vậy. Đám người trên không cũng kinh ngạc nhìn Lục Trần, sau đó cảm giác được khí tức của Lục Trần thì bĩu môi nói thật yếu giọng nói rất lớn không che đậy gì thanh niên tuấn kiệt hai nước nhìn thấy trong vương cung trừ lục chính hằng và một đám người mặc áo giáp cộng thêm một tên mới tẩy tủy cảnh viên mãn ra không có thanh niên kiệt xuất xuất sắc thì có chút thất vọng bọn họ đi theo quân vương là vì để luận bàn với hậu bối của các đại gia tộc phương thành hiện giờ thấy chỉ có một tên tẩy tủy cảnh thì vô cùng thất vọng bọn họ không biết rằng thiên tài kiệt xuất phương thành trên cơ bản đã bị lục trần diệt cả rồi nếu những người không tạo phản ví dụ như phương đăng nhiếp hoa Trương Uy, đều là thiên tài kiệt xuất lục quốc, nhưng mà những người này đã bị lục trần giết sạch sẽ. Trên không, khí cơ chắc chắn của tương trạch và xa xuyên khóa chặt lục chính hằng, sợ lục chính hằng nổi dậy, chó cùng rứt rậu, ra tay với thanh niên tuấn kiệt sau lưng bọn họ. Tương trạch đứng ở trên cao, nhìn xuống lục chính hằng, lạnh lùng cười, tội nhân lục chính hằng, người có thể nói. Xa xuyên chắp hai tay sau lưng, uy áp phương cảnh hậu kỳ phát ra, nhàn nhạt nói, lục chính hằng, người chịu trừng phạt đi. Trong giọng nói của Sa Xuyên, mang theo tự tin rất lớn, chỉ dựa vào một mình hắn có thể áp chế Lục Chính Hằng. Hiện giờ tương trạch cũng ở đây, hai đại nhân vương chống lại một người, căn bản Lục Chính Hằng không có cơ hội phản kháng. Cho nên, Sa Xuyên muốn Lục Chính Hằng tự sát, chết như vậy còn chút thể diện, còn có thể giữ lại nguyên thi thể. Nếu chờ bọn họ ra tay, có thể không giữ lại nguyên thi thể. chương 47, Bộc Phát Phương Chiến, Lục Chính Hằng nhàn nhạt nói, vì sao chúng ta tu luyện, còn không phải là vì trường sinh, Nghịch thiên cải mệnh, cố gắng tranh đấu với ông trời, giống như con trai ta nói, một hoàng cảnh tầm thường, không cần sợ hãi. Tương Trạch và Sa Xuyên nghe được lời của Lục Chính Hằng, đôi mắt lạnh lẽo, dường như Lục Chính Hằng biết chết đến nơi rồi, đã cam chịu, tùy ý sỉ nhục tề hoàng sao. Một phương giả tầm thường, vậy mà coi thường hoàng giả như thế, thật sự muốn chết. Một giọng nói lạnh lẽo truyền ra, chỉ thấy một thanh niên vô cùng anh Tuấn, nhìn chằm chằm Lục Chính Hằng nói. Giá người thanh niên này cao ngất, mái tóc dài bồng bềnh khí chất xuất trần nhưng ánh mắt nhìn về phía lục chính hằng rất lạnh nhạt hắn là sa mục con trai xuất sắc nhất của sa xuyên rất tự phụ bình thường mà nói cường giả cảnh giới thấp sẽ duy trì tôn kính đối với vương giả bởi vì cấp bậc như vương giả vô cùng đáng sợ một luồng tinh thần lực đã có thể bóp nghẹt võ giả dưới nguyên thần cảnh giờ có hai đại vương giả lại ở đây cho nên sa mục dám châm biếm lục chính hằng vậy một con kiến nguyên thần tầm thường như ngươi nói lời sỉ nhục vương giả biết sẽ có kết cục là gì không? Lục chính hằng quay đầu, nhìn chằm chằm sa mục, đồng tử sâu thẳm, giống như lỗ đen. Sa mục nhìn chằm chằm ánh mắt của lục chính hằng, linh hồn giống như rơi vào cửu u, trở nên trống rỗng. Sắc mặt sa xuyên bên cạnh chợt biến, tiến lên một bước, tinh thần lực vô hình tràn ra, cắt đứt tinh thần lực của lục chính hằng. Sa xuyên nhìn về phía lục chính hằng, sắc mặt vô cùng âm trầm, cuối cùng nói, lục huynh, chúng ta phải làm giao ước, trước khi chiến đấu của chúng ta còn chưa kết thúc, cấm không được công kích tiểu bối. Tinh thần lực cấp bậc vương cảnh có thể lặng yên không một tiếng động khiến người dưới vương cảnh chết đi, tuy rằng bọn họ liên thủ lại, nhưng cực kỳ phòng bị lục chính hằng, chỉ sợ lục chính hằng bộc phát sự điên cuồng, sắp chết phản công, dùng tinh thần lực giết thanh niên tuấn kiệt vương quốc bọn họ. Ánh mắt Sa một lần nữa trở về bình thường, nhưng trên mặt có một tia tái nhợt, bởi vì hắn vừa mới suýt chút nữa chết đi, hận ý lưu chuyển trong mắt Sa mục, nhưng mà cuối cùng nhếch miệng, không dám nói tiếp nữa, khủng bố của vương cảnh đáng sợ hơn so với hắn tưởng tượng. Cho dù bên cạnh có hai đại vương giả, nhưng vương giả bất chấp mọi thứ muốn giết hắn, hai đại vương giả cũng không bảo vệ được hắn. Tương Trạch hợp thời nói ra châm chọc, Lục Chính Hằng, dùng tu vi vương cảnh công kích tiểu bối, người còn cần mặt mũi không? Lục Chính Hằng lười phản ứng hắn, nghiêng đầu nói, thứ nhất, là hắn nói lời bất kính, thứ hai, ta cũng không phải không biết xấu hổ như mấy người nào đó, đánh không lại thì hạ độc, ha ha ha. ha. Được, Vậy dựa theo việc làm mà ngươi nói, rằng ngươi và ta là quan hệ đối địch, nhưng mà ngươi tốt hơn mấy tiểu nhân nào đó rất nhiều. Sau đó, Lục Chính Hằng mở miệng nói với Sa Xuyên. Ngươi, sắc mặt tương trạch vô cùng khó coi, muốn nổi giận, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, cho dù dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể thắng, có thể sống sót, chính là cường giả, mà ngươi, hôm nay nhất định phải chết. Ha ha ha, Lục Chính Hằng ha ha nói, giọng điệu mang theo sự châm chọc. Sắc mặt tương trạch âm trầm, vốn định mở miệng, nhưng so đo với một người chết làm gì, lạnh lùng hừ nói, Lục Chính Hằng, nghĩ xong chết như thế nào chưa? Phía dưới, Lục Trần đâm một câu, đừng lắm lời thế chứ, muốn đánh nhanh chóng đánh. Lục Trần chờ đến hoa cũng tàn rồi, được, ta nghe lời con trai của ta, lời vừa dứt chân Lục Chính Hằng đạp đất, làm nó nứt ra mấy mét vết nứt mạng nhiệt, lên như diều gặp gió, bay vút về phía tương trạch đồng thời hắn nắm tay lại sức mạnh bắt đầu khởi động ngừng tụ quyền ấn dương kích tương trạch lục chính hằng nói ra tay là ra tay không có chút báo trước nhưng mà thân là vương giả tốc độ phản ứng của tương trạch rất nhanh chân đạp hư không thay đổi vị trí đồng thời rời xa người kẹp chặt bên cạnh chỉ thấy vị trí tương trạch đứng trước đó ầm một tiếng năng lượng bùng nổ dư âm giống như vòng tròn sao lan tràn ra các ngươi rời đi trước ta và xuyên huynh giải quyết lục chính hằng đã tương trạch nói với một đám thanh niên phía sau mười mấy người bọn họ phía sau rất nhanh rời khỏi phạm vi giao chiến vương cảnh tuy rằng tu vi bọn họ không tệ nhưng không thể tham dự vương chiến bởi vì dư âm tiếp xúc vương chiến đều sẽ khiến bản thân bọn họ bị trọng thương thậm chí chết lục chính hằng phản công lúc sắp chết cũng vô dụng thôi sa xuyên bắt đầu nói sau đó ra tay linh khí bão táp hội tụ xung quanh hắn ngưng tụ thành một cây giáo năng lượng sống động như thật khí tức phía trên đan sen đáng sợ sa xuyên dùng sức một trận cây giáo xuyên ra ngoài mang theo khí thế xuyên qua mọi thứ cùng lúc đó tương trạch cũng ra tay bàn tay tương trạch hóa đao ngưng tụ thành một đao mang dài 10 trượng lúc huy động đao mang nở ra đao ý nháy mắt chém tới lục chính hằng xa xuyên và tương trạch một trái một phải phát động công kích với lục chính hằng sắc mặt lục chính hằng không thay đổi bóng người đột nhiên ra tốc giống như một ảo ảnh trực tiếp xông lên trời cao bởi vì chiến đấu ở tầng trời thấp dư âm chút xuống rất có thể sẽ khiến vương cung bị thiệt hại tốc độ mà lục chính hằng bộc phát ra rất nhanh sót lại một luồng năng lượng dao động người đã không thấy bóng dáng. chương 48, lấy một địch hai, một, xa xuyên và tương trẻ cũng phóng lên cao, đuổi sát theo bước chân của lục chính hằng, ba người đi đến khoảng không cách mặt đất 3.000 mét giao chiến. Ba vương giả đi rồi, cấm vệ vương cung cũng thở phào nhẹ nhõm. Một đám ở lại tuy rằng là thanh niên tuấn kiệt của hai đại vương quốc, nhưng vương cung sở hữu thất việt kiếm trận, bọn họ không vào được. Xung quanh, cũng chỉ còn lại một đám thanh niên của hai vương quốc, khoảng hơn 20 người, toàn bộ u ám nhìn chằm chằm lục chân. Nhất là sa mục, trước đó hắn rơi vào trong vòng xoáy tinh thần, nếu phụ thân cứu viện muộn một bước, linh hồn hắn có thể sẽ bị tinh thần lực lớn mạnh của lục chính hằng bóp chết. Hiện giờ hai đại quân vương đuổi theo lục chính hằng, hắn cứ nhìn chằm chằm lục chân. Tuy rằng ta lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng. Cảm quan của lục trần nhạy bén, phát hiện sa mục hung ác nhìn chằm chằm hắn, làm ra vẻ thẹn thùng. Hơn nữa, ta không thích nam nhân, Sa Mục nghe thấy lời của Lục Trần suýt chút nữa hết hơi hộc máu. Chẳng lẽ hắn thích nam nhân chắc? Không có cánh chim của phụ thân người bảo vệ, người chính là một phế vật. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Khí tức nguyên thần cảnh của Sa Mục bùng nổ, hư không bước qua, muốn giết chết Lục Trần. Báo thù trước đó bị Lục Chính hằng suýt chút nữa giết chết. Đợi đã, vừa nãy lão già nhà ngươi có nói chiến đấu vương cảnh chưa kết thúc, người không thể ra tay. Trong mắt Lục Trần xoay chuyển, ra vẻ sợ hãi nói. Giờ phút này, trên trời, không ngừng truyền ra tiếng nổ kinh người, ngay cả không gian cũng đang chấn động, khí tức lờ mờ tràn ngập xuống, nảy sinh một cảm giác áp bách cho bọn họ, có thể nghĩ ra vương chiến trên cao có bao nhiêu kịch liệt. Hai vương giả vây công lục chính hằng, người cảm thấy hắn còn có cơ hội sống chắc. Sa mục từng bước đi tới lục trần, ha ha, mục huynh đừng tức giận, giết một phế vật tẩy tùy cảnh quá làm bẩn tay ngươi, chờ sau khi vương chiến kết thúc, giết hắn cũng không muộn. Trong đám người, một thanh niên mặc đồ xanh mặt mang nụ cười nói. Tương Nam Tuấn Tú lịch sự, phong độ thanh lịch, đệ tử kiếm vương kiếm thu dịch, khí chất vô cùng xuất trần. Đúng đó, Mục Huynh xin bất giận, không phải là một phế vật miệng lưỡi sắc bén sao, không cần tức giận vì nó. Tương Bắc cũng mỉm cười mở miệng, trong giọng điệu ý chế nhạo không chút che giấu. Bởi vì trong mắt bọn họ, Lục Trần chính là một con sâu, tùy ý có thể bóp chết. Sa Mục nhíu mày, nói hai các người đừng khuyên nữa, trong mắt ta, hắn chính là một con sâu, ta ra tay, cách không cũng có thể chấn chết, không sợ bẩn tay. Sa mục quyết tâm muốn chơi chết lục trần, bởi vì chuyện vừa nãy hắn suýt chút nữa bị lục chính hằng giết chết khiến hắn canh cánh trong lòng. Hắn không cách nào giết chết lục chính hằng, nên chỉ có thể tìm lục trần chút giận. Đờ mơ, đồ xấu xí, ngươi cảm thấy ta sợ ngươi à, có gan xuống đây. Lục trần chỉ vào sa mục nói, muốn chết, ánh mắt sa mục lạnh lùng, hận ý lấp đầy trong lòng, giống như một con chim ưng, nhanh chuẩn ác xông tới lục trần xa xa còn có mười mấy hai mươi thanh niên bọn họ nghe thấy lục trần mắng sa mục trên mặt mang theo nụ cười âm lãnh phụ tử lục chính hằng đều như nhau chỉ biết miệng lưỡi sắc bén trừ cái đó ra thì chính là phế vật nói hai đại vương giả vây công một vương giả theo đạo lý mà nói đã kết thúc chiến đấu rồi sao trên không còn đang chiến đấu kịch liệt mục huynh cẩn thận đột nhiên tương nam biến sắc vội vàng quát to nhưng mà đã muộn tốc độ sa mục lao xuống rất nhanh sau khi hắn chuẩn bị tới gần, cách không phóng thích huy năng nguyên thần cảnh, một bàn tay xóa mất lục trần từ thế giới này. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, không đến trăm mét, không đến năm mươi mét, ánh mắt sa mục mang theo dữ tợn, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn kinh hoàng, một dự cảm hết sức mơ hồ truyền đến từ đáy lòng, cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng nhắc nhở gấp gáp. Đùng, một âm thanh nặng nề vang lên, đầu của sa mục giống như đánh lên một vách tường vô hình, một kết giới tràn ngập linh khí hiển hóa ra, bao vây sa mục trong kết giới. Sa mục cảm giác cái chán đau nhức, như muốn nứt ra, mắt nổi đom đóm. Vừa nãy tốc độ lao đi quá nhanh, trực tiếp tông vào phía trên kết giới, kết giới vô cùng cứng rắn, lần trước ngay cả vương giả như Hạ Thiên cũng bị nhốt một ngày một đêm, cuối cùng phải do Lục Trần chủ động thả ra. Sa mục giống như đánh vào một vách tường sắt luyện tinh chế, đầu vô cùng đau nhức. Bên trong kết giới, linh khí bắt đầu khởi động, nhanh chóng ngưng tụ thành bảy linh kiếm, linh kiếm sáng lên, mang theo khí tức lạnh lẽo. Từng sợi khí tức rét lạnh lan tràn qua, khiến cơ thể sa mục lạnh run, ngay cả tóc gáy cũng dựng thẳng lên. Thất tuyệt kiếm trận, sa mục lập tức đổ mồ hôi lạnh, cảm nhận được uy thế mà bảy thanh kiếm phát ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Thất tuyệt kiếm trận, ngoài kết giới, một đám thanh niên tuấn kiệt cũng kinh hãi nói. Trước kia bọn họ cao cao tại thượng, nội tâm cảm thấy sau khi hai đại vương giả giải quyết lục chính hằng, sẽ không sao, hiện tại bỗng nhiên nghĩ tới, trong vương cung lục quốc có một sát trận rất lớn mạnh. chương 49, lấy một địch 2, hai, hai thất tuyệt kiếm trận, đây là sát trận mà Tề Hoàng cũng muốn lấy được. Nghe nói nền tảng của thất tuyệt kiếm trận chính là trận pháp cấp 5, có thể dễ dàng tàn sát nguyên thần cảnh. Lúc trước Sa Mục bị lửa giận choáng váng đầu óc, chỉ muốn đập chết con kiến, lục trần này, vốn không chú ý cái khác, tương nam là người thứ nhất nhớ ra, vội vàng nhắc nhở, đáng tiếc đã muộn. Hiện tại Sa Mục tỉnh táo lại, trên trán đổ mồ hôi điên cuồng, trên cao 3.000 mét, ba vương giả dây dưa cùng một chỗ, quyền ấn gào thét, đao khí tung hoành, năng lượng dao động bộc phát ra cực kỳ đáng sợ, khiến không gian đều đang chấn động. Tương Trạch và Sa Xuyên liên thủ vây công Lục Chính Hằng, đáng tiếc, tốc độ của Lục Chính Hằng quá nhanh, thành thạo, trong nhất thời, hai người không thể bắt được Lục Chính Hằng. Nội tâm Tương Trạch có chút dao động, trong lòng hắn hoảng sợ, không đến thời gian 3 tháng, làm sao thực lực của Lục Chính Hằng tăng lên nhiều như vậy. Lục Chính Hằng xuất hiện phía sau Tương Trạch, một quyền kẹp chặt sức mạnh cuồng bạo tấn công phía sau lưng tương trạch tương trạch cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức nguy hiểm linh lực bao trùm bên ngoài thân ầm um, lục chính hằng một quyền đánh vào phía sau lưng tương trạch tương trạch kêu lên một tiếng đau đớn bay đi mấy chục trượng đột một quay đầu dùng giọng điệu khó có thể tin nói lục chính hằng mấy tháng không gặp thực lực của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy nội tâm tương trạch có chút giật mình mấy tháng trước hắn từng giao đấu với lục chính hằng hơn nữa đề tiện dùng độc hạt vương khiến lục chính hằng trúng kịch độc lần giao chiến đó tương trạch tự biết không phải đối thủ của lục chính hằng nhưng tu vi của lục chính hằng chỉ hơn hắn một bậc nhưng mà lần này cho dù là tốc độ hay là tu vi lục chính hằng đều mạnh lên thứ ngươi không biết nhiều lắm lục chính hằng mỉm cười hắn cũng không nóng lòng thi triển toái tinh chỉ mà thi triển thân pháp tốc độ suốt quỷ nhập thần phối hợp với nắm đấm công kích tương trạch xa xuyên mở ra mọi mặt ở đó thi triển quyền pháp hai tay nắm lại không ngừng diễn hóa thủ thế một luồng quyền ý tràn ra sau đó cách không đánh ra một quyền mang theo sức mạnh vô cùng nặng tấn công lục chính hằng đồng thời đi về trước một bước phát ra khí thức vương cảnh hậu kỳ muốn mượn khí thế ảnh hưởng tốc độ của lục chính hằng thật bất ngờ lục chính hằng vốn không chịu ảnh hưởng bởi khí thức của hắn bóng dáng lại biến mất giây tiếp theo ngoài mấy chục trượng tương trạch bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm lục chính hằng lại công kích hắn mặt tương trạch đầy vẻ âm trầm thực sự cho rằng hắn dễ bắt nạt sao trong nháy mắt trong tay tương trạch xuất hiện một thanh đao cả trường đao nở rộ ánh sáng đang phun nuốt đao ý nhưng mà vừa mới lấy đao ra một nắm đấm cực lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn lục chính hằng một quyền đập vào trên hốc mắt của tương trạch khiến con mắt tương trạch bị thương nặng lại bay ra ngoài lục chính hằng tương trạch vô cùng phẫn nộ kêu to giờ khắc này nội tâm tương trạch kinh sợ vô cùng hắn đường đường vương cảnh trung kỳ cùng cảnh giới với lục chính hằng hiện tại lại bị đè đánh hơn nữa thời điểm đang đến nội tâm hắn sớm đã xuất hiện một hình ảnh đó chính là liên thủ với sa xuyên nháy mắt ra tay không cho lục chính hằng cơ hội phản ứng trực tiếp chém giết nhưng mà hiện tại hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn phía sau sa xuyên cũng âm trầm đầy mặt bởi vì hắn phát hiện lục chính hằng vốn không để ý công kích của hắn giống như không thấy cả người hắn loại cảm giác bị coi nhẹ này khiến sa xuyên vô cùng cáu bùm lục chính hằng cũng không buông tha tương trạch khi tương trạch bay ra ngoài tốc độ tăng vọt một cước đá vào ngực tương trạch tiếng xương thanh thúy có thể nghe sau đó lục chính hằng lại một cước đá vào trên mặt tương trạch một cước này không chỉ khiến trên mặt tương trạch nhiều thêm một dấu dày mũi cũng sụp xuống đồng thời hai răng nanh mang máu cũng bay ra ngoài phía sau xa xuyên mấy lần ra tay nhưng mà tốc độ của lục chính hằng thật sự quá nhanh không cách nào bắt được thủ đoạn tấn công của hắn vốn không theo kịp tốc độ của lục chính hằng nội tâm xa xuyên có chút hoảng sợ Rốt cuộc lục chính hằng tu luyện thân pháp gì mà tốc độ thật sự quá nhanh, hắn không cách nào bắt giữ được. Tương trạch, khoảng thời gian trước ngươi đề tiện vô sỉ, vậy mà lại hạ độc lão tử, hiện tại đến lượt lão tử hành hạ ngươi chút giận cái đã. Bóng dáng lục chính hằng chợt lóe, xuất hiện một chỗ khác, nhìn tương trạch bình tĩnh điềm đạm mỉm cười. Giờ phút này, tương trạch rất chật vật, mũi sụp xuống, hốc mắt và hàm dưới đều có dấu dày, hơn nữa cái mũi sụp xuống còn đang chảy máu, hoàn toàn là hai hình tượng với người nho nhã đứng trên không trung lúc trước. Lục Chính Hằng, tương trạch rít gào, trong mắt sát ý tận trời, là quân vương, hắn chưa từng chịu qua thiệt thòi lớn như vậy, bàn tay to của tương trạch múa may trường đao, trường đao run rẩy, nở rộ một tia đao ý rực rỡ, tốc độ nhanh chuẩn ác bổ về phía Lục Chính Hằng. Không chơi với ngươi, Lục Chính Hằng thản nhiên nói, trước đó không nhìn xa xuyên, toàn bộ oán hận tương trạch, thậm chí ở trên mặt hắn để lại dấu dày, chủ yếu là báo thù hạ độc của tương trạch. Lúc trước tương trạch đê tiện vô sỉ hạ độc, điều này làm cho trong lòng lục chính hằng vẫn khó chịu, hiện giờ biến tương trạch thành mặt xám mày cho, trong lòng xem như cân bằng rồi. chương 50, vương giả ngã xuống, tương trạch nảy sinh ác độc, đạo ý ngưng tụ, xen lẫn một mảnh đao thế, uy lực khủng bố vô song giống như muốn phá vỡ trời đất, phát ra tiếng hồn cực kỳ khủng bố. Trong tay lục chính hằng cầm một tấm chắn màu đen, ước chừng một trượng phía trên khắc đường hoa văn, đây là chiến thuẫn mà hắn dưỡng từ nhỏ có thể chống đỡ công kích cấp bậc vương cảnh một mảnh đao mang khủng bố chém lên chiếc thuẫn, năng lượng sôi trào thổi quét bốn phía lục chính hằng nhận cự lực bị chấn đến lui về phía sau đúng lúc này hắn nâng lên một bàn tay khác diễn hóa thủ thế toái tinh chỉ tập hợp linh khí như biển ngón trỏ nở ra ánh sáng chói mắt bạch quang xung quanh bộc phát ra mãnh liệt uy năng khủng bố tràn ra toái tinh chỉ trong miệng lục chính hằng quát nhẹ ấn một ngón lên ấn đường tương trạch tương trạch huynh cẩn thận lúc xa xuyên bên cạnh cảm nhận được ngón trỏ của lục chính hằng bộc phát huy năng dao động sắc mặt hoàn toàn thay đổi bởi vì một ngón tay này của lục chính hằng khiến hắn cảm giác được hàn ý không cần xa xuyên nhắc nhở tương trẻ cũng cảm nhận được sự khủng bố của ngón tay này hàn ý thổi quét toàn thân đôi mắt hắn chừng lớn nhìn thấy một luồng bạch quang cỡ ngón tay trỏ bắn ra cả người bị khí tức tử vong bao phủ lục chính hằng đang thi triển võ kỹ gì thế vì sao lại khiến hắn kinh hãi một chùm ánh sáng màu trắng cỡ ngón tay, giống như tia chớp, trực tiếp chiếu vào ấn đường của tương trạch. Chùm ánh sáng này quá nhanh, dưới khoảng cách gần, tương trạch vốn không có cơ hội phản ứng kịp. Chờ ánh sáng tản đi, ấn đường của tương trạch có thêm một lỗ máu, xuyên qua đầu. Ánh mắt tương trạch động lại, hắn nhìn về phía lục chính hằng, môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng mà, linh hồn hắn đang tiêu tán, cuối cùng thân thể mất đi lực đẩy, từ không trung rơi xuống. Lục chính hằng, người vậy mà dám giết tương trạch huynh. Xa Xuyên bên cạnh dùng giọng điệu khó có thể tin nói. Vương cảnh đồng cảnh giới, chỉ cần khác nhau không lớn, trên cơ bản đều là thế lực ngang nhau, cho dù một bên bị đè đánh, nhưng muốn đánh chết một vương cảnh thì khó khăn biết bao. Chủ yếu là cấp bậc vương cảnh tích lũy hùng hậu, máu thịt cơ thể và xương cốt của bọn họ được linh khí rèn luyện vô kiên bất tồi, lưỡi đao khó tổn thương được, trừ khi bọn họ gặp phải vương giả tuyệt đình. Sự tồn tại đáng sợ cách hoàng cảnh chỉ có một bước. Loại vương giả này, có thể bộc phát ra uy lực giống như hoàng giả cho dù là hắn đơn đả độc đấu tuy có thể nghiền ép tương trạch nhưng muốn giết chết tương trạch thì cơ bản là không có khả năng hắn sẽ phải đối mặt với sự phản công khi sắp chết của vương cảnh sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương hoặc là một vương giả quyết tâm muốn chạy trốn căn bản không ngăn được nhưng mà hiện tại không biết lục chính hằng thi triển võ học đáng sợ gì mà trực tiếp dùng thủ đoạn dứt khoát lưu loát cường thế bá đạo đánh chết tương trạch ngay cả thời gian để hắn cứu viện cũng không có một ngón tay vừa nãy, Sa xuyên cảm nhận được khí thế của vương giả tuyệt đỉnh. Ha ha, võ học bình thường, không cần để ý. Lục chính hằng khoát tay nói, hiện tại là một trọi một, rất công bằng. Sa xuyên nghe vậy, trong mắt bộc phát ra chiến ý tận trời, cất cao giọng nói, được. Vương cung phía dưới, lục Trần nhanh chóng thả mục huynh ra. Không sai, vương chiến lập tức kết thúc rồi, hiện tại ngươi thả mục huynh ra, đợi lát nữa còn có thể giữ lại cho ngươi một bộ thi thể nguyên vẹn bằng không ngay cả bộ thi thể còn nguyên ngươi cũng không giữ lại được